Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 176. Đại nhân, Tiêu Phàm sững sờ, trong lòng lại là đối cửu U ma chủ hình ảnh có chỗ đổi mới, lúc trước chẳng những cho mình một cái cửu U địa ngục lối vào, hơn nữa còn cho mình một khối lệnh bài. Nghĩ đến lệnh bài này, chính là cửu U ma chủ bản thân thân phận tượng trưng, có thể ở lúc mấu chốt giúp được hắn. Tiêu Phàm thu hồi cái kia bộ xương màu đen lệnh bài, thản nhiên nói, đứng lên đi, tất nhiên ngươi còn nhận cửu U ma chủ, nói đến, chúng ta cũng coi là người một nhà. Người một nhà, địa ngục chi chủ hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn vốn cho là Tiêu Phàm cũng chính là cùng cửu U ma chủ người cùng một thời đại. Nhưng nghe nói như thế, hắn cảm giác Tiêu Phàm cùng cửu U ma chủ quan hệ có vẻ như càng thêm thân cận, địa ngục chi chủ nhìn không được hỏi, không biết đại nhân cùng chủ nhân là quan hệ như thế nào. Tốt nhất là không quan hệ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, trong lòng nhiều ít là có chút khó chịu cửu U ma chủ, vậy mà cưỡng ép mang đi Diệp Thi Vũ, làm hại vợ chồng bọn họ hai nhiều người như vậy năm không gặp. Địa ngục chi chủ nghe vậy, cúi đầu không dám nhiều lời. Người bình thường nếu như biết rõ cửu U ma chủ thân phận, ai không muốn cùng cửu U ma chủ bấu víu quan hệ a? Nhưng Tiêu Phàm ngược lại tốt, hận không thể cùng cửu U ma chủ phủi sạch quan hệ. Ai bảo cửu U ma chủ thu Diệp Thi Vũ làm đồ đệ đây, hắn cùng với Diệp Thi Vũ là vợ chồng, kể từ đó, hắn so cửu U ma chủ rõ ràng thấp hơn bối phận, đổi lại ai trong lòng đều có chút khó chịu. Dừng một chút, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, cửu U ma chủ cái kia lão hỗn đản, là ta sư huynh. Sư huynh, địa ngục chi chủ kinh ngạc, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua cửu U ma chủ còn có sư đệ a, đã có sư huynh đệ. Há chẳng phải là nói rõ cửu U ma chủ còn có sư phụ. Nghĩ vậy, địa ngục chi chủ thở sâu, nơi nào còn dám nhiều lời. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, cái này U Minh địa ngục tử thần đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiêu Phàm lại không tự chủ được nghĩ tới những thi thể này, trầm giọng hỏi. Đại nhân, là như vậy, địa ngục chi chủ cặn kẽ cho Tiêu Phàm giải thích một lần. Nguyên lai, U Minh địa ngục tử thần. Trên cơ bản đều không phải là còn sống tu sĩ, bọn họ đều là người đã chết, cũng chính là cửu U địa ngục linh hồn. Địa ngục chi chủ còn nói đến, cửu U địa ngục linh hồn nhưng thật ra là không có thể rời đi giới này tiến về thế giới khác, bao quát những hung linh kia. Bọn họ muốn tiến về thế giới khác, nhất định phải nhập thân vào chân chính nhục thân bên trên, Tiêu Phàm trước đó nhìn thấy thi thể, chính là những cái này hung linh bám thân nhục thân. Mặc dù những thịt này thân mục nát, nhưng đối với hung linh mà nói, bọn họ sẽ không bắt bẻ. Đã từng U Minh địa ngục vì cho những thứ này hung linh tìm kiếm nhục thân, đã từng nghĩ tới ở thái cổ thần giới trắng trợn giết chóc, nhưng về sau, bọn họ từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì U Minh địa ngục vốn là tổ chức sát thủ, bọn họ thường xuyên sẽ giết người, những thi thể này liền đầy đủ dùng. Nghe đến đây, Tiêu Phàm mới tính thoải mái, đối U Minh địa ngục cách nhìn hơi có chỗ cải biến. Nếu như U Minh địa ngục lạm sát kẻ vô tội, Tiêu Phàm không ngại thực diệt đi nó. Chiếu ngươi nói như vậy, những hung linh kia nhập thân vào thi thể, vạn nhất đã mất đi khống chế đây. Tiêu Phàm lại hỏi, có khống thi thuật khống chế, bọn họ sẽ không mất đi khống chế, hơn nữa, một khi đã mất đi nhục thân, bọn họ linh hồn cũng liền đã mất đi ỷ vào, cuối cùng sẽ tan thành mây khói, cho nên ngoại nhân muốn điều tra địa ngục tử thần nội tình đều khó có khả năng. Địa ngục chi chủ giải thích nói, Tiêu Phàm sáng tỏ thông suốt, khó trách rất nhiều người thấy qua địa ngục tử thần, cũng là linh hồn chi thể. Nghĩ đến, những cái kia rơi vào tay người khác địa ngục tử thần, trên cơ bản chỉ còn lại có linh hồn, bọn họ nhìn thấy tự nhiên cũng chính là linh hồn chi thể. Bất quá nghĩ đến bám thân những cái kia thối giữa thi thể, Tiêu Phàm trong lòng cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Ta nhớ được ba đại tổ chức sát thủ một trong Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bọn họ cũng sẽ khống thi thuật. Tiêu Phàm lại nhớ ra cái gì đó, hắn từng nhớ kỹ Ân Minh Tử nói qua, Ân gia sẽ khống thi chi thuật. Về sau, Tiêu Phàm thẩm tra qua một chút tin tức, biết được Bích Lạc Hoàng Tuyền khống thi chi thuật, mới là cường đại nhất. Bích Lạc Hoàng Tuyền, địa ngục chi chủ trong giọng nói mang theo một tia khinh thường, nói, Bích Lạc Hoàng Tuyền, chẳng qua là U Minh địa ngục chi nhánh mà thôi, bọn họ tự cho là nắm trong tay khống thi chi thuật. Chẳng qua là da lông mà thôi. A, Tiêu Phàm kinh dị không thôi, nội tâm càng là cực kỳ không bình tĩnh.
Đại nhân nghĩ đến còn nhớ rõ trước đó những cái kia thi thể thối giữa dáng vẻ a. Địa ngục chi chủ tiếp tục nói, nếu như là Hoàng Tuyền Bích Lạc bọn họ khống chế những thi thể này, bọn họ chỉ có thể khống thi một chút thối giữa thi thể, cái này cũng có thể gọi là khống thi. Mà U Minh địa ngục khống thi chi thuật, lại là vì đó luyện thi có thể đem những cái kia thiếu cánh tay cụt chân thi thể hoàn toàn mới luyện chế thành hoàn toàn thi thể, đây mới thật sự là khống thi chi thuật. Tiêu Phàm yên lặng, khó trách nhiều như vậy không trọn vẹn thi thể đều bỏ ở nơi này, nguyên lai U Minh địa ngục có biện pháp luyện chế lại một lần. Như vậy cũng tốt so luyện khí, không biết luyện khí người, vật liệu chính là phổ thông vật liệu, mà biết cách luyện khí người, vật liệu liền là chân chính pháp bảo. Ngươi có thể rời đi cửu u địa ngục sao? Tiêu Phàm lại hỏi. Ta không có thể, nhưng ta có thể khiến người khác xuất nhập. Địa ngục chi chủ lắc lắc đầu nói, mà cửu u, mình có thể xuất nhập cửu u địa ngục, nhưng không thể để cho người khác xuất nhập. Đúng rồi, cửu u chính là ngoại giới biết U Minh chi chủ. U Minh chi chủ, Tiêu Phàm nghi hoặc, tại sao lại toát ra một cái U Minh chi chủ? Cửu u cùng ta, cũng là chủ nhân sáng tạo, dùng để trông coi cửu u địa ngục. Địa ngục chi chủ giải thích nói, năm đó không chuyện làm, ta chỉ muốn lấy làm một ít chuyện chơi đùa. Làm một ít chuyện chơi đùa, sau đó liền làm ra một cái U Minh địa ngục. Tiêu Phàm khóe miệng có chút co lại, mặc dù cửu u ma chủ người đáng giận một chút, nhưng thực lực lại là tiêu chuẩn. Bản thân sáng tạo hai cái sinh linh, đều khủng bố như thế. Mấy chục vạn năm trước, có một cái gọi là Hoa Vạn Giới tiểu tử, mang theo một số người thoát ly U Minh địa ngục, sáng lập Bích Lạc Hoàng Tuyền. Địa ngục chi chủ lại bổ sung một câu. Tiêu Phàm kinh ngạc, những bí ẩn này, nếu như không phải địa ngục chi chủ nói cho hắn, vậy hắn còn thật không biết. Vậy nhân thế gian đây, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một cái khác kinh khủng hơn thế lực. Cái kia giấu ở thiên hoang tổ chức sát thủ, không ngớt hoang đều ngầm đồng ý tồn tại, có thể nghĩ hắn thâm căn cố đế. Ta cũng chỉ là nghe nói qua, rất ít cùng bọn hắn liên hệ. Địa ngục chi chủ lắc đầu, về sau ngươi nếu gặp gỡ cửu u, có lẽ ngươi có thể hỏi một lần hắn, hắn so với ta rõ ràng một chút. U Minh chi chủ sao? Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, nói, ngươi sẽ không sợ U Minh chi chủ thoát ly ngươi khống chế sao? Dù sao, ngươi là không thể rời đi cửu u địa ngục. Trừ bỏ chủ nhân, ai cũng không khả năng ở cửu u địa ngục giết chết ta, mà cửu u, hắn cái chết, liền sẽ hồn về cửu u địa ngục, cũng giống vậy giết không chết. Địa ngục chi chủ lắc đầu. Tiêu Phàm thoải mái, hai người này, chính là người này cũng không làm gì được người kia tiết tấu, hơn nữa ai cũng trói buộc không được ai. Một vấn đề cuối cùng, Tiêu Phàm dừng một chút. Lại hít sâu một cái nói, cửu U Ma Cốc là địa phương nào, vì sao ngay cả thánh tôn cảnh cường giả đều vô cùng hướng tới. Cửu U Ma Cốc, Tiêu Phàm đã không chỉ một hai lần nghe được danh tự này, tuy ông đối với hắn đều tràn đầy hướng tới, có thể nghĩ nơi này không đơn giản. Nhưng cửu U Ma Cốc cụ thể là địa phương nào, tuy ông lại không rõ ràng lắm. Hắn chỉ biết là, tiến về cửu U Ma Cốc, linh hồn chi lực cực có thể đột phá thánh tôn cảnh. Cửu U Ma Cốc là có thể một lần nữa ngưng tụ thân thể địa phương. Địa ngục chi chủ trầm giọng nói, ngữ khí cũng biến thành ngưng trọng lên. Một lần nữa ngưng tụ nhục thân, Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, ngưng tụ nhục thân về sau, liền có thể rời đi cửu U địa ngục. Địa ngục chi chủ trịnh trọng gật đầu, nói, không sai, bất quá một lần nữa ngưng tụ thân thể danh ngạch có hạn, mỗi lần chỉ có 5 cái danh ngạch, mấy chục vạn năm một lần. Đây là cửu u địa ngục thiên địa quy tắc quyết định. Tiêu Phàm âm thầm kinh ngạc, khó trách năm đó Bác lão nói cho hắn, nhưng hắn đột phá thánh đế cảnh mới tiến vào cửu u địa ngục, hơn nữa, thánh đế cảnh ở cửu u địa ngục bên trong cũng chỉ có thể bên trên là trung tầng, hắn nhìn thấy xác thực như thế. Bình thường thánh đế cảnh tu sĩ, cửu u địa ngục nhiều lắm, thậm chí ngay cả bán bộ thánh tôn cảnh đều có không ít. Thậm chí, chân chính thánh tôn cảnh đều tồn tại. Muốn tại nhiều như vậy người bên trong chỗ hết tài năng, cơ hồ là rất không có khả năng. Đại nhân là thông qua chủ nhân mở ra thông đạo tiến vào, muốn rời khỏi cửu u địa ngục, không cần một lần nữa ngưng tụ nhục thân. Địa ngục chi chủ nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc ngưng trọng như thế, lập tức nhắc nhở. Tiêu Phàm lại là lắc đầu, hắn mình muốn rời đi, tùy thời đều có thể, thậm chí hắn còn có thể mang mấy người rời đi, tỉ như thí thần cùng kim cốt đế. Bọn họ đều là có được thân thể người,
chỉ là bởi vì cửu u địa ngục quy tắc hạn chế, bọn họ không thể không lấy linh hồn trạng thái tồn tại mà thôi. Hắn sở dĩ lo lắng, là bởi vì lo lắng túy ông thế nhưng là chết qua một lần người, hắn muốn rời khỏi, nhất định phải một lần nữa ngưng tụ nhục thân, lấy được trong đó một cái danh ngạch. Trừ cái đó ra, chết qua một lần người, có thể hay không có những biện pháp khác rời đi cửu u địa ngục? Tiêu Phàm hỏi. Địa ngục chi chủ có thể khiến người khác tự do xuất nhập, có lẽ hắn nhất định sẽ có biện pháp. Trừ phi có thân thể người, những người khác nhất định phải một lần nữa ngưng tụ nhục thân, bằng không bọn hắn ở ngoại giới là tổn sống không nổi. Địa ngục chi chủ hủy bỏ Tiêu Phàm ý nghĩ. Tiêu Phàm nghe vậy, thần sắc càng ngưng trọng thêm lên, nói, bán bộ thánh tôn cảnh, có biện pháp nào không thu hoạch được năm cái kia danh ngạch một trong? Túy ông, Tiêu Phàm là nhất định phải mang đi. Thế nhưng là túy ông chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, hắn chưa chắc có thể cùng chân chính thánh tôn cảnh giao phong. Bán bộ thánh tôn cảnh muốn có được một cái danh ngạch, cơ hồ là chuyện không thể nào, dù sao, cửu u địa ngục thánh tôn cảnh, cũng không chỉ năm đại thế lực chi chủ. Địa ngục chi chủ lắc lắc đầu nói. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, phàm là chiếm lấy danh ngạch người, cơ bản cũng là thánh tôn cảnh. Xem ra, ta còn phải nghĩ biện pháp đột phá thánh tôn cảnh mới được. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm nói thầm, con người càng ngày càng kiên định. Đột nhiên, Tiêu Phàm lại nghĩ tới một vấn đề, nói, đúng rồi, cái kia thiên thượng linh phong phong chủ Vân Linh lão nhân không phải uy tín lâu năm thánh tôn cảnh sao, hơn nữa nghe nói vẫn là giới này người thứ nhất, vì sao hắn một mực chưa từng rời đi. Hắn thấy, lấy Linh Vân lão nhân thực lực, muốn có được một cái danh ngạch rời đi cửu u địa ngục. Hẳn không phải là chuyện rất khó. Người này đã từng chiếm được một cái danh ngạch, bất quá hắn từ bỏ, hắn nghĩ như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Địa ngục chi chủ cũng lộ ra nghi hoặc. Tiêu Phàm sững sờ, hắn còn cho rằng mình nghe lầm. Chiếm được danh ngạch, vậy mà từ bỏ rời đi giới này. Người này tâm cơ 10 điểm thâm trầm, đại nhân tốt nhất đừng cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Địa ngục chi chủ lại khuyên bảo Tiêu Phàm nói. Tốt. Tiêu Phàm gật đầu một cái, trong lòng của hắn cũng có một loại hết sức kỳ lạ cảm giác, luôn cảm giác cái kia Vân Linh lão nhân rất quái dị, cùng hắn mặt ngoài hiền lành hoàn toàn khác biệt. Ngay sau đó Tiêu Phàm cùng địa ngục chi chủ lại rảnh rỗi trò chuyện vài câu, lúc này mới rời đi mảnh không gian này. Địa ngục chi chủ nói cho Tiêu Phàm, một khi tiến nhập cửu U Ma Cốc, hắn cũng không thể tránh được, để Tiêu Phàm nhất định phải cẩn thận. Tiêu Phàm cũng đang trong lòng đưa cho chính mình cảnh tỉnh. Nhất là địa ngục chi chủ câu kia, cửu u địa ngục thánh tôn cảnh, không chỉ mặt ngoài cái kia năm đại thế lực chi chủ, để Tiêu Phàm trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, hắn cũng lo lắng, cửu u ma cốc chuyến đi, sợ là hung hiểm dị thường. Năm cái danh ngạch, vẫn là cùng thánh tôn cảnh tranh phong, dù cho Tiêu Phàm, cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Tiêu Phàm lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Bắc Linh Thành một tòa đặc biệt trong sân. Địa ngục chi chủ đoán chừng sợ Tiêu Phàm tìm Lạc Nam Thiên phiền phức, cho nên không có đem hắn chuyển tống đến Thiên Kỳ Các. Cái này địa ngục chi chủ cũng là cẩn thận. Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng, cảm thụ được sức mạnh của bản thân, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Xòe bàn tay ra, một chuôi kim sắc cốt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, sau đó cốt đao một trận biến hóa, biến thành kim cốt đế bộ dáng. Công tử! Kim cốt đế vẻ mặt mừng rỡ nhìn xem Tiêu Phàm nói. Cảm nhận được kim cốt đế khí tức trên thân, Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, ngươi đã đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Vậy trước kia ngươi làm sao rơi vào Cơ Tuần Thiên trong tay? Công tử, ta cũng là vừa mới thôn phệ những hung linh kia còn sót lại lực lượng linh hồn, lúc này mới đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Kim cốt đế cười khổ nói áo. Ách Tiêu Phàm yên lặng, ngay sau đó không còn gì để nói. Hắn thôn phệ bao nhiêu hung linh, lúc này mới đột phá bán bộ thánh tôn cảnh A, có thể nói là cửu tử nhất sinh, trăm cay nghìn đắng. Nhưng kim cốt đế ngược lại tốt, hắn liền ở bên cạnh mình hút chút nước, vậy mà đột phá hai cái tiểu cảnh giới, hơn nữa, hắn đột phá thời điểm vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm im lặng. Công tử, thể chất của ta tương đối đặc thù, chúng ta âm linh tộc đột phá, cùng chủng tộc khác đột phá cũng có chút không giống nhau. Kim cốt đế hậm hực cười nói. Trước đó hắn bị Cơ Tuần Thiên bắt sống thời điểm vẫn chỉ là thánh đế cảnh hậu kỳ mà thôi, vừa mới đi theo Tiêu Phàm,
hắn mới may mắn đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Điều này cũng làm cho Kim Cốt Đế cảm khái không thôi, mỗi lần hắn cùng ở bên người Tiêu Phàm, đều sẽ lại không giống nhau kinh hỉ. Tiêu Phàm khoát khoát tay, đối với hắn mà nói, Kim Cốt Đế càng mạnh tự nhiên càng tốt. Đúng rồi, người có thể thấy được qua thí thần. Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, lâu như vậy đều không có thí thần tin tức, hắn có chút bận tâm. Không có, chúng ta bị hắc ám vòng xoáy cắn nuốt thời điểm, liền bị một cỗ lực lượng chia lìa. Ta truyền tống đến địa phương, vừa lúc gặp được Cơ Tuần Thiên. Kim Cốt Đế lắc đầu. Vậy thí thần đi nơi nào? Tiêu Phàm nhíu mày, hắn cùng với thí thần chỉ thấy có một loại vi diệu cảm ứng, nhưng bây giờ, cái kia vi diệu cảm ứng cũng biến mất không thấy. Công tử yên tâm, thí thần hắn không có việc gì. Kim Cốt Đế thầm nói. Tiêu Phàm gật đầu, suy nghĩ một chút cũng phải, lấy thí thần cái kia bá đạo thiên phú thần thông. Bất luận cái gì linh hồn đều có thể trở thành hắn vật đại bổ, có thể uy hiếp được tính mạng hắn đổ vật, quá ít. Đi thôi, tiếp xuống ta cũng nên là linh sẽ làm chuẩn bị. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói. Tiêu Phàm mang theo Kim Cốt Đế trực tiếp hướng chỗ ở đi, thiên kỳ các sự tình hắn tạm thời để ở một bên. So với 500 ức nguyên thạch mà nói, Tiêu Phàm đột phá bán bộ thánh tôn cảnh lấy được chỗ tốt càng lớn. Dù sao... 500 ức nguyên thạch cũng liền ở cửu u địa ngục đáng tiền, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, cũng liền đối đại đế cảnh phía dưới tu sĩ hữu dụng mà thôi. Oanh, mắt thấy là phải đến chỗ ở, phía trước đột nhiên một trận mãnh liệt tiếng oanh minh truyền đến, chỉ thấy nơi xa từng dãy cung điện sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía. Vô số tu sĩ đứng bốn phía chung quanh xem, ngắm nhìn phương xa chân trời. Chuyện gì xảy ra? Kim Cốt Đế vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nơi này chính là Bắc Linh Thành nội thành A, làm sao đánh nhau? Muốn chết, nhưng mà, Tiêu Phàm lại là lạnh rên một tiếng, bỗng nhiên đạp không mà lên. Hắn liếc mắt liền thấy được, cái kia đại chiến địa phương, không chính là chỗ ở của bọn hắn sao? Giờ phút này, một vùng phế tích phía trên, một đạo áo bào đen thân ảnh nhe răng trợn mắt hướng về đối diện một đám người, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Áo bào đen thân ảnh không phải người khác. Chính là lại nhiều lần ở Tiêu Phàm trên tay thua thiệt Minh Vô Tình. Hắn nhìn thấy Tiêu Phàm bị Lạc Nam Thiên mang đi, trước tiên liền muốn tìm Như Hi cùng Băng Thiền cung chủ phiền phức của bọn hắn. Không phải sao, Tiêu Phàm lúc này mới rời đi chốc lát thời gian, Minh Vô Tình liền tới người giết tới. Minh Vô Tình, đại nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Hổ Quỷ Vương mặt âm trầm, đằng đằng sát khí nói. Mặt ngựa, ngươi không sao chứ? Ở tại bên người, đầu trâu ôm mặt ngựa vẻ mặt lo lắng kêu to, mặt ngựa thân thể vụt sáng, bộc phát ra một cỗ cường đại khí tức. Mặt ngựa đã biến mất, sớm đã bất tỉnh nhân sự, trên mặt thỉnh thoảng lộ ra thống khổ. A, à, hắn đều bản thân khó bảo toàn, các ngươi còn nghĩ hắn có thể đủ cứu các ngươi. Đừng mơ mộng hão huyền, Minh Vô Tình mặt coi thường nói. Người khác có lẽ không biết Tiêu Phàm đi theo Lạc Nam Thiên rời đi là kết cục gì. Nhưng Minh Vô Tình lại là cực kỳ rõ ràng. Tiêu Phàm muốn còn sống trở về, cơ hồ là không thể nào, cho dù là còn sống trở về, cũng tất nhiên là một bộ cái xác không hồn, lại làm sao có thể báo thù cho bọn họ đây. Cho dù là chết, bổn vương cũng phải làm thịt ngươi. Hắc Hổ Quỷ Vương chu lên, hắn giờ phút này, nhưng không biết Cố Kỵ Minh Tuyệt Cốc cốc chủ thân phận. Hắn đều phải chết, Cố Kỵ nhiều như vậy làm gì chứ? Hắc Hổ Quỷ Vương đúng không? Kim Long Quỷ Vương cũng là nói như vậy, có thể hắn đã chết, cái tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Minh Vô Tình mặt coi thường nói. Hắc Hổ Quỷ Vương sắc mặt khó coi dị thường, Minh Vô Tình một lần này thế nhưng là trọn vẹn mang đến ba cái Minh Vương, hơn nữa còn có ba cái không muốn người biết bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Trọn vẹn sáu đại bán bộ thánh tôn cảnh cường giả đồng thời xuất thủ đánh lén, như thế nào bọn họ có thể ngăn cản? Nếu như không phải Kim Long Quỷ Vương liều chết đánh bay bọn họ, có lẽ bọn họ đều đã chết. Nhưng mà, Kim Long Quỷ Vương lại không có thể trốn qua một kiếp, linh hồn chi thể cơ hồ bị chấn vỡ, cuối cùng hắn linh hồn năng lượng không giải thích được bị mặt ngựa cho hút vào thể nội. Mặt ngựa cũng bởi vậy hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết. Giết bọn hắn, ta muốn bọn họ một tên cũng không để lại. Minh Vô Tình lạnh lùng phất phất tay, thần sắc cực kỳ lăng lệ. Căn bản không có buông tha Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ ý tứ. Ngươi yên tâm, ta sẽ thực hiện ngươi, một tên cũng không để lại.
Liền khi bên người hắn mấy đại minh vương cường giả chuẩn bị động thủ thời khắc, giọng nói lạnh lùng đột nhiên tại hư không vang lên, đồng thời, một cỗ bá đạo khí tức mạnh mẽ hét giận dữ mà tới. Công tử cẩn thận, Phá Quân minh vương lên tiếng kinh hô, hắn không nghĩ tới, lại có người dám đánh lén Minh Vô Tình, hơn nữa còn là ngay trước bọn họ sáu đại bán bộ thánh tôn cảnh cường giả mặt. Phá Quân minh vương không chút do dự ngăn tại Minh Vô Tình sau lưng, bá đạo công kích nổ oanh mà ra. Tu La đại thế giới. Theo một tiếng quát chói tai vang lên, một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm chảm trong nháy mắt xẹt qua Phá Quân minh vương thân thể, Phá Quân minh vương linh hồn thân thể bỗng nhiên một phân thành hai. Hắn trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra hết sức vẻ kinh ngạc. Bản thân thế nhưng là bán bộ thánh tôn cảnh cường giả A, lại bị người một đòn chém ngang lưng. Không đợi hắn từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới đồng thời đụng phải một cỗ lăng lệ công kích. Không Phá Quân minh vương phát ra một tiếng hoảng sợ tiếng giống giận dữ, một tia ô quang từ hắn linh hồn chi thể bên trong trốn thoát, nhưng lại bị một cái đại thủ bắt lấy. Gần như đồng thời, Phá Quân minh vương linh hồn chi thể nổ tung, hóa thành cuồn cuộn linh hồn năng lượng quét sạch mà ra. Chẳng biết tại sao, hư không như có một loại lực lượng quỷ dị trói buộc lại cái kia linh hồn năng lượng đồng dạng, điên cuồng hướng về đầu trâu mặt ngựa vị trí gào thét đi. Chỉ bất quá, điểm này không có người chú ý, đám người chú ý đến, chỉ có Phá Quân minh vương bị chém giết. Diêm La, Minh Vô Tình cái thứ nhất lấy lại tinh thần, vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, tựa như gặp quỷ sống một dạng. Hắn không phải là bị Lạc Nam Thiên mang đi sao, làm sao chả khả năng xuất hiện ở đây. Không sai, người đối diện không phải người khác, chính là vừa vặn chạy đến Tiêu Phàm, nếu như đến chậm một bước nữa, hắn không biết sẽ có cái gì hậu quả. Băng Thiền Cung chủ tuy mạnh, nhưng là ngăn không được sáu cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Hắc Hổ càng là nhận lấy trọng thương, càng thêm không thể nào là những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh đối thủ. Tiểu tử, thả Phá Quân. Khai Dương Minh Vương tiến lên một bước, căm tức nhìn Tiêu Phàm quát lạnh nói. Thả hắn, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn xem trong tay cái kia một đoàn ô quang, đây không phải cái khác, chính là Phá Quân Minh Vương chân linh. Đạt tới bọn họ dạng này cảnh giới, linh hồn chi thể cũng thay đổi thành một bộ thể xác, tùy thời đều có thể vứt bỏ. Chỉ là, Phá Quân minh vương cũng không có vận tốt như vậy, hắn linh hồn chi thể bị Tiêu Phàm chém giết, chân linh cũng bị Tiêu Phàm bắt lấy. Lời còn chưa dứt, Tiêu Phàm tay phải hơi hơi dùng sức, trong tay hắn đoàn kia ô quang bỗng bạo tán mà ra, hóa thành một cỗ phong lang tiêu tán ở đầu ngón tay của hắn. Đường đường một đời minh vương. Cứ như vậy bị Tiêu Phàm miểu sát, chân linh cũng bị Tiêu Phàm sinh sinh bóp chết, thực không phải bình thường biệt khuất. Đám người nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rụt lại, tất cả đều bị Tiêu Phàm quyết đoán cùng tàn nhẫn cho khiếp sợ đến. Ngươi không phải nói một tên cũng không để lại sao? Ngươi yên tâm, ta sẽ làm được. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Cái này Minh Vô Tình lại nhiều lần khó cho mình, hắn không có lấy mạng của hắn. Đã coi như là cho hắn mặt mũi. Nhưng Minh Vô Tình không chân quý, tự cho là Tiêu Phàm không dám giết hắn, được một tấc lại muốn tiến một thước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hiện tại thừa dịp Tiêu Phàm không có ở đây trong vài canh giờ, liền dám người giết hắn, lần sau nếu như Tiêu Phàm biến mất thời gian rất lâu, vậy hắn còn không phải đồ Tiêu Phàm cả nhà. Dạng người này, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ qua hắn đây? Khai Dương Minh Vương cùng ngũ đại bán bộ thánh tôn cảnh cường giả cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trong đó một cái áo đen bán bộ thánh tôn cảnh cường giả hít sâu một cái nói, Vô Tình công tử, người trả thù lao tại hạ từ bỏ, cáo từ. Dứt lời, áo đen bán bộ thánh tôn cảnh cường giả quay người liền chuẩn bị rời đi, còn không chờ hắn lách mình, một bóng người khác đã ngăn tại trước người hắn. Chỉ thấy Tiêu Phàm giơ lên trong tay kiếm. Đảo qua Minh Vô Tình tất cả mọi người bọn họ nói, ta nói một tên cũng không để lại, kia liền là một tên cũng không để lại. Ai cũng đừng nghĩ đi. Tiêu Phàm thoại âm rơi xuống, chào hỏi không đánh, liền phóng tới cái kia áo đen bán bộ thánh tôn cảnh cường giả. Hắn nếu như cũng đã động sát tâm, chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Dù sao cũng là một đám người chết, nói lại nhiều cũng là lãng phí thời gian. Cái kia áo đen cường giả nơi nào nghĩ đến,
Tiêu Phàm vậy mà sát phạt như thế quyết đoán, hắn dĩ nhiên lòng có e ngại, thế nhưng chỉ là bị Tiêu Phàm ra sân khí thế trấn nhiếp đến. Bây giờ lấy lại tinh thần, hơn nữa bị Tiêu Phàm như thế không nhìn, trong lòng của hắn cũng vô cùng khó chịu. Tiểu tử, mọi người cùng là bán bộ thánh tôn cảnh, ngươi lại có thể mạnh đến cái đó. Áo đen cường giả cười lạnh thành tiếng, hung mãnh linh hồn chi lực nở rộ mà ra. Chỉ là lời còn chưa dứt, trong con ngươi của hắn hiện lên một đạo tàn ảnh, ngay sau đó thanh âm đột nhiên ngừng lại. Phốc suy một tiếng, hắn linh hồn chi thể bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó bạo tán ra, liền chân linh cũng chưa từng đào thoát, bị Tiêu Phàm một kiếm chém giết. Miểu sát, đám người nhìn thấy một màn này, tập thể nghẹn ngào, toàn bộ đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem không chung. Đây chính là bán bộ thánh tôn cảnh cường giả A, cũng không phải cái gì gà đất chó sành, vậy mà như thế tùy tiện liền bị chém giết, đây quả thực là khảm thái thiết qua A. Làm sao có thể, Minh Vô Tình toàn thân run rẩy kịch liệt lấy, Tiêu Phàm bá khí triệt để khiếp sợ đến hắn. Liền bán bộ thánh tôn cảnh cường giả cũng là một kiếm một cái, hắn cái này thánh đế cảnh đỉnh phong đây tính toán là cái gì đây? Một khi những cái kia bán bộ thánh tôn cảnh cường giả tử vong, đến lúc đó coi như đến phiên hắn. Giờ khắc này, Minh Vô Tình triệt để sợ hãi, hai chân đều có chút như nhũn ra. Trong lòng của hắn hối hận hết sức, tại sao mình phải đắc tội Tiêu Phàm tên sát tinh này đây? Hắc Hổ Quỷ Vương cùng Như Hy đám người, cũng bị Tiêu Phàm cường đại cho khiếp sợ đến, đây quả thật là Tiêu Phàm sao? Cho tới nay, bọn họ mặc dù chưa từng gặp Tiêu Phàm thực lực chân chính, nhưng là Tiêu Phàm tối đa cũng liền so đại bộ phận thánh đế cảnh đỉnh phong cường đại một điểm mà thôi. Nhưng hiện tại, đây chỉ là so thánh đế cảnh đỉnh phong cường đại một chút sao? Quả thực không phải một cái cấp độ A. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh đến cực điểm, hiện đầy xương lạnh, trước đó kém chút bị Lạc Nam Thiên làm hại, mà không thể giết chết Lạc Nam Thiên báo thù, Tiêu Phàm trong lòng còn kìm nén một hơi đây. Nhưng hắn không nghĩ tới, Minh Vô Tình dám lại tới tìm hắn để gây sự, hơn nữa còn giết chết Kim Long Quỷ Vương, cái này khiến Tiêu Phàm thể nội sát khí cũng không còn cách nào áp chế. Người Minh Vô Tình không phải nói, để cho ta người một tên cũng không để lại sao? Vậy ta Tiêu Phàm liền nhường ngươi người, một tên cũng không để lại. Quản ngươi cái gì bán bộ thánh tôn cảnh, quản ngươi là con của ai, đều phải chết. Chém giết cái kia áo đen cường giả, Tiêu Phàm sát khí lạnh lẽo lại khóa chặt một cái thanh y lão giả. Thanh y lão giả nhìn thấy Tiêu Phàm ánh mắt chuyển đến, toàn thân cũng bắt đầu run rẩy lên. Nếu như nói Tiêu Phàm chém giết phá quân Minh Vương chỉ là đánh lén mà thôi, có mấy phần may mắn thành phần ở bên trong, như vậy vừa rồi, Tiêu Phàm chém giết áo đen cường giả, cái này có thể là thực lực chân chính A. Mặt đối mặt ứng phó bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, trực tiếp miểu sát, Tiêu Phàm thực lực để bọn hắn gần như tuyệt vọng. Dù sao, bọn hắn thực lực cũng liền cùng bị Tiêu Phàm chém giết cái kia áo đen cường giả tương đương nhau mà thôi, coi như hơi mạnh một điểm, cũng mạnh không đến đâu. Hô, thanh y lão giả rốt cục chịu không được áp lực, nhấc chân chạy, cũng không dám lại tại nguyên chỗ dừng lại. Theo hắn chạy trốn, Khai Dương Minh Vương mấy người cũng nhao nhao phóng lên tận trời, hướng về mấy cái khác phương hướng đi. Tiêu Phàm chỉ có một người, cũng không thể đồng thời cản bọn họ lại bốn người A. Nhưng mà, bọn họ quá coi thường Tiêu Phàm, chỉ thấy Tiêu Phàm thân ảnh chia ra làm bốn, bỗng nhiên hướng về bốn phương tám hướng xông ra, trong nháy mắt ngăn cản bốn người đường đi. Bốn người nhìn thấy bốn cái Tiêu Phàm xuất hiện, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Giả, nhất định là giả. Minh Vô Tình vẻ mặt không tin, gần như điên cuồng nói, Khai Dương Minh Vương, giết hắn cho ta. Đừng nói Minh Vô Tình không tin, Khai Dương Minh Vương bọn họ đều không tin. Một người lại làm sao có thể chia bốn cái đây? Coi như chia ra làm bốn, cái kia mặt khác phân thân thực lực, cũng khẳng định không bằng bản tôn. Không cần bọn họ thăm dò Tiêu Phàm thực lực, bốn cái Tiêu Phàm đã đồng thời động thủ. Tiêu Phàm mặc dù vừa mới bước vào bán bộ thánh tôn cảnh, có thể hắn linh hồn lực lượng biết bao cứng cỏi, dù cho chia ra làm bốn, cũng vẫn là bán bộ thánh tôn cảnh bên trong cường giả. Nhất là hắn bản tôn. Càng là cầm trong tay Tu La kiếm, chân đạp nghịch long đăng thiên bộ, nổi giận chém mà ra. Không nói hắn thực lực, chính là tốc độ của hắn, cũng đầy đủ quét ngang bất luận cái gì bán bộ thánh tôn cảnh, dù cho chân chính phổ thông thánh tôn cảnh, đoán chừng cũng chỉ đến như thế. Phốc phốc, kiếm ảnh như ma quỷ, không thể nắm lấy,
trong đó một tôn bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, lại bị Tiêu Phàm kiếm khí chém giết, tính cả chân linh đồng loạt diệt vong. Bốn phía tu sĩ giật mình lại kinh hãi, trong lòng bỗng nhiên rung động, ngây người như phỗng nhìn lấy thiên khung phía trên, trong miệng đủ để nhét xuống một cái kiêng kỵ. Minh Vô Tình cùng còn dư lại ba tôn bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, thì là triệt để tới cực điểm. Cản bọn họ lại Tiêu Phàm phân thân, vậy mà đều là thực, hơn nữa, Tiêu Phàm lại chém giết một cái bán bộ thánh tôn cảnh, cứ tiếp như thế, bọn họ mấy người kia căn bản ngăn không được bao lâu a. Các hạ, ta không phải Minh Tuyệt Cốc người. Ba người còn lại bên trong, trong đó một cái kim bào lão giả khôi ngô vẻ mặt kinh hoàng nhìn xem Tiêu Phàm, bắt đầu cầu xin tha thứ. Phốc phốc, đáng tiếc, đáp lại hắn chỉ là Tiêu Phàm một kiếm, chẳng biết lúc nào, Tiêu Phàm bản tôn đã lặng yên không tiếng động lặn xuống phía sau của hắn, một kiếm xuyên qua mi tâm của hắn. Ngươi giết ta người thời điểm, thật không nghĩ qua ngươi có phải hay không Minh Tuyệt Cốc người. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu. Tu La kiếm vẩy một cái kia kim bào lão giả khôi ngô một mệnh ô hô, linh hồn chi thể cùng chân linh cùng nhau hủy diệt, bị Tiêu Phàm chém giết. Bọn họ tất nhiên đi theo Minh Vô Tình tới đối phó mình người, vậy hắn nên làm tốt tử vong giác ngộ, nếu như liền điểm giác ngộ này đều không có, cái kia sống sót còn không bằng chết. Huống chi, Tiêu Phàm nếu như cũng đã mở miệng, tự nhiên sẽ nói được làm được, giết chính bọn họ một tên cũng không để lại. Tiểu tử, chết cho ta, trừ bỏ Khai Dương Minh Vương về sau, còn dư lại một cái bán bộ thánh tôn cảnh cường giả biết rõ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể liều mạng một lần. Hắn thừa dịp Tiêu Phàm không sẵn sàng, nghĩ muốn chém giết Tiêu Phàm. Tu La đại thế giới. Không đợi hắn tới gần Tiêu Phàm, chung quanh đồng thời mấy đạo thanh âm vang lên, người kia liền bị mấy cái huyết sắc tuyển qua rảo sát, thôn phệ, cái gì đều không lưu lại. Còn kém các ngươi hai cái. Làm xong tất cả những thứ này, Tiêu Phàm tựa như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, từng bước một hướng về Minh Vô Tình cùng Khai Dương Minh Vương đi đến. Các hạ, Khai Dương Minh Vương làm sao biết Tiêu Phàm như vậy đáng sợ, hắn còn nhớ rõ lần thứ nhất gặp gỡ Tiêu Phàm lúc tình cảnh. Lúc ấy hắn còn có một loại cao cao tại thượng ưu thế, có thể lúc này mới bao lâu, loại ưu thế này liền không còn sót lại chút gì. Phốc phốc, Khai Dương Minh Vương lời còn chưa dứt, hư không mấy đạo tàn ảnh xẹt qua, chỉ thấy Tiêu Phàm linh hồn chi thể bản tôn cùng ba bộ linh hồn phân thân đồng thời xuất thủ, xuyên thủng hắn thân thể. Quá phí lời, Tiêu Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số kiếm khí nở rộ mà ra, đem Khai Dương Minh Vương thắt cổ cái gì đều không lưu lại. Sáu tôn bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, ngắn ngủi số 10 cái hô hấp tầm đó, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Giờ khắc này, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, câm như hến. Không được qua đây, không được qua đây. Sáu tôn bán bộ thánh tôn cảnh cường giả, Minh Vương cấp bậc tồn tại, mấy chục cái hô hấp bên trong chết hết. Minh Vô Tình cũng sợ hãi tới cực điểm. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi từng bước một đến, thân ảnh của hắn không ngừng hướng phía sau thối lui. Hắn tự xưng là thiên tài, có thể cùng Tiêu Phàm ở giữa chênh lệch quá xa, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Tiêu Phàm mặt khác linh hồn phân thân biến mất, toàn bộ sáp nhập vào bản tôn. Hắn phóng ra bước chân từng bước một hướng về Minh Vô Tình đi đến, tựa như không nghĩ dễ dàng như vậy giết chết Minh Vô Tình đồng dạng. Cố ý đi rất chậm. Không thể nghi ngờ, cái này cho Minh Vô Tình nội tâm mang tới là một loại dày vò cùng tra tấn. Ở biên giới tử vong bồi hồi, cảm giác này cũng không phải bình thường khó chịu. Diêm La, ngươi không thể giết ta. Không thể giết ta, Minh Vô Tình nhìn thấy Tiêu Phàm không nói, lại giống to. Cho ta một cái không thể giết ngươi lý do. Tiêu Phàm lãnh đạm phun ra một câu, trên mặt lại là lộ ra nụ cười khinh thường. Trên đời này còn có ai không thể giết sao? Không có người nào không thể giết. Trên đời này, chỉ có dám hay không giết, không có khả năng không thể giết. Minh Vô Tình chỗ dựa lớn nhất, bất quá là hắn phụ thân Minh Tuyệt Cốc cốc chủ, nhưng nếu cái này ỷ vào, đối Tiêu Phàm căn bản không có bao nhiêu lực uy hiếp thời điểm, Tiêu Phàm giết hắn báo thù, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Ta, Minh Vô Tình dọa đến không biết trả lời như thế nào Tiêu Phàm lời nói. Nửa ngày mới hốt hoảng phun ra một câu, cha ta là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ, ta là Minh Tuyệt Cốc thiếu cốc chủ. Điều này cùng ta giết hay không ngươi, có quan hệ sao? Tiêu Phàm đạm mạc đáp lại. Hắn chân chính muốn giết người,
cũng mặc kệ ngươi cái gì Minh Tuyệt Cốc cùng Thiên Thượng Linh Phong, trong mắt hắn, chỉ có người sống cùng người chết, hiển nhiên, Minh Vô Tình chính là một cái người sắp chết. Nghe thấy lời này, Minh Vô Tình triệt để sợ hãi, tuyệt vọng. Tiêu Phàm liền phụ thân hắn đều không để trong lòng, cái kia còn có thứ gì nhường hắn sợ hãi đây? Diêm La, ta mà chết trong tay ngươi, phụ thân ta sẽ không bỏ qua cho ngươi bên người bất cứ người nào, nhớ kỹ, là bất kỳ một cái nào. Minh Vô Tình đột nhiên suy nghĩ khẽ động, nghĩ ra một cái lý do ngăn cản Tiêu Phàm động thủ sau. Không giết ngươi, phụ thân ngươi thì sẽ bỏ qua ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường cười nói. Đối với Minh Vô Tình loại này vô tình chi nhân, lần này nếu như thả hắn, lần sau tuyệt đối sẽ trở lại cắn mình một cái, Tiêu Phàm sẽ không bao giờ lại phạm sai lầm giống vậy. Lần trước nếu như không phải thần phong Minh Vương cứu hắn một mạng, Tiêu Phàm là tuyệt đối không có khả năng buông tha hắn. Minh Vô Tình có thể sống đến bây giờ, đã coi như là kiếm lời đủ vốn. Minh Vô Tình nheo mắt, thỉnh thoảng hướng phía sau thối lui, cùng Tiêu Phàm bảo trì khoảng cách nhất định. Xem ra ngươi cũng tìm không thấy ta tha thứ ngươi lý do. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lại là lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Ta, cha ta là Minh Tuyệt. Minh Vô Tình bỗng kêu lên một tiếng, cuối cùng vẫn là đem cha hắn cho rời ra. Phốc, một tiếng vang giòn, lại là một đạo lăng lệ kiếm mang xuyên qua Minh Vô Tình lồng ngực. Minh Vô Tình vẻ mặt kinh hãi cúi đầu, nhìn về phía mình ngực. Nơi đó, một chuôi tử huyết sắc bảo kiếm lấp lóe lấy huyết mang, từng tia linh hồn sương mù chậm rãi phiêu tán mà ra. Ta, Minh Vô Tình nằm mơ đều không nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà thực dám giết bản thân, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy, cái này là hoàn toàn không đem phụ thân hắn Minh Tuyệt để ở trong lòng a. Toàn túc khí lực, Minh Vô Tình rốt cục phun ra một câu ta, cha ta thế nhưng là Minh Tuyệt, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm rút ra Tu La kiếm, nhún nhún vai nói, không giết ngươi, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua ta, huống hồ, ta muốn giết ngươi, quản ngươi cha là ai. Đừng nói Minh Tuyệt, chính là Thiên Vương lão tử, cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, Minh Vô Tình linh hồn chi thể ở trong tuyệt vọng ngã xuống, hóa thành từng đợt linh hồn năng lượng dập dờn mà ra. Minh Vô Tình nằm mộng cũng nghĩ không đến, bản thân vậy mà thực sự sẽ chết ở Bắc Linh Thành. Lần trước kém chút bị Tiêu Phàm chém giết, hắn vẫn cho là Tiêu Phàm chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Cho đến chết trước một khắc này, hắn mới hiểu được, Tiêu Phàm gia hỏa này, thật là một cái vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất ngoan nhân. Bốn phía đám người hoàn toàn tĩnh mịch, liền hô hấp tiếng đều có thể rõ ràng có thể nghe. Minh Vô Tình chết, thật lâu, có người thấp giọng kinh hô mà ra, trong giọng nói tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, lại sợ thanh âm quá lớn, kinh sợ Tiêu Phàm. Phải biết, Minh Vô Tình thế nhưng là Minh Tuyệt Cốc cốc chủ Minh Tuyệt thân nhi tử a, cũng không phải cái gì nghĩa tử loại hình. Bây giờ Minh Vô Tình chân linh cùng linh hồn chi thể toàn bộ hủy diệt, lại không còn sống khả năng, Minh Tuyệt sẽ bỏ qua Tiêu Phàm mới là lạ. Tiêu Phàm là mạnh, có thể có mạnh hơn cũng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, Minh Tuyệt cốc cốc chủ Minh Tuyệt, nhưng là chân chính thánh tôn cảnh a, hai người hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Tiêu Phàm giết Minh Vô Tình, cái này cùng muốn chết có gì khác biệt. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại tựa như làm một kiện cực kỳ chuyện tầm thường, từ từ đi tới như hy bọn họ bên cạnh. Đại nhân, đen xám quỷ vương tựa như không biết Tiêu Phàm đồng dạng, đây chính là sáu đại bán bộ thánh tôn cảnh cường giả a, đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền giải quyết. Không chỉ như vậy, hắn còn giết Minh Vô Tình. Hảo hảo dưỡng thương, Tiêu Phàm thản nhiên nói, sau đó vừa nhìn về phía mặt ngựa, lại là không khỏi nhíu mày. Hắn vừa mới đến thời điểm, mặt ngựa hôn mê đi, nhưng bây giờ, đầu trâu lại cũng không biết vì sao hôn mê. Quỷ dị nhất là, hắn vừa rồi giết chết những người kia biến thành lực lượng linh hồn, nhưng đang nhanh chóng hướng về nơi này hội tụ, sáp nhập vào đầu trâu mặt ngựa thể nội. Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, trên người hai người này lực lượng linh hồn đang không ngừng tăng cường, ẩn ẩn có loại muốn vượt qua bán bộ thánh tôn cảnh xu thế. Loại tình huống này Tiêu Phàm đã chỉ thấy qua nhiều lần, liền hắn đều nghĩ không hiểu vì sao. Sư tôn, người giết Minh Vô Tình, có thể hay không? Như Hy lo lắng nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Đã giết thì đã giết, không có gì lớn. Tiêu Phàm khoát khoát tay, chúng ta tiếp tục tìm một chỗ ở lại, chờ linh hội mở ra. Là, sư tôn,
Như Hi gật gật đầu, nàng vẻ mặt bội phục nhìn xem Tiêu Phàm, lúc này lại còn có thể bình tĩnh như thế. Ngay sau đó, Tiêu Phàm một chuyến ở đoàn người nhìn chăm chú bên trong rời đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Lúc này, đám người cũng triệt để sôi trào lên. Cái kia Diêm La thật to gan a, thậm chí ngay cả Minh Vô Tình cũng dám giết, Minh Tuyệt Cốc chủ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn. Ta nghe nói, linh hội mở ra thời điểm, Minh Tuyệt Cốc chủ cũng sẽ đến, thậm chí mặt khác mấy đại thế lực chi chủ cũng có khả năng đến. Nói cách khác, tiểu tử kia nhiều nhất còn có thể sống hơn 2 tháng. Đám người đều cho rằng Tiêu Phàm quá tùy tiện, hơn nữa ai cũng không coi trọng Tiêu Phàm, cho rằng không lâu sau đó, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, đường phố trong khắp ngõ ngách, đứng đấy 2 đạo bóng hình xinh đẹp, 2 người đều che lại che mặt, thấy không rõ đội hình, bất quá vẫn như cũ khó nén 2 người dung nhan tuyệt thế kia. Người kia vì sao cho ta một loại cảm giác rất quen thuộc đây? Cầm đầu nữ tử thấp giọng lẩm bẩm. Công chúa, liền người kia giết chết Băng Tàm Vương. Phía sau nữ tử hơi hơi thi lễ nói. A, cầm đầu nữ tử có chút ngoài ý muốn, ngay sau đó trầm giọng nói, Thải Vân tỷ, chúng ta theo sau. Tiêu Phàm giết chết Minh Vô Tình, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, đến từ Minh Tuyệt Cốc cốc chủ uy hiếp, hắn căn bản không để ở trong lòng. Vừa mới tìm tới một chỗ khách sạn ở lại, Tiêu Phàm liền tiến vào trạng thái nhập định. Mặc dù đã đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm đã không cần thiết tham gia linh hội, nhưng là, hắn vừa mới chiếm được một khối thái cổ hỗn độn thạch, đã không kịp chờ đợi bắt đầu điêu khắc. Hắn tin tưởng, cái này thái cổ hỗn độn thạch tất nhiên có thể điêu khắc ra một kiện cực kỳ bất phàm thần điêu. Cũng liền ở Tiêu Phàm bế quan thời khắc, 2 đạo bóng người đi tới Tiêu Phàm bọn họ chỗ ở khách sạn bên ngoài, đó là 2 nữ tử, bọn họ một đường đi theo Tiêu Phàm bọn họ lại tới đây. 2 người không phải người khác, chính là thần điện vô cực ma vương Băng Thải Vân, cùng thần điện điện chủ, trong truyền thuyết đế phi. Công chúa, ngươi thực nhận biết người kia, Băng Thải Vân nghi hoặc nhìn đế phi nói. Đế phi che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng nàng cặp con ngươi linh động kia, lại tựa như biết nói chuyện một dạng. Ta cũng không biết, nhìn thấy đến hắn mới rõ ràng. Đế phi lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng mờ. Một gian tiểu viện bên trong. Đế phi chính trong phòng điêu khắc cái gì, đột nhiên, Băng Thải Vân vẻ mặt tức giận từ bên ngoài trở về, sát khí nặng nề nói, công chúa, đã hơn 2 tháng, hắn vậy mà còn đang bế quan. Băng Thải Vân đã không biết đi Tiêu Phàm bọn họ tiểu viện bao nhiêu lần, có thể mỗi một lần liền Tiêu Phàm bóng người cũng không thấy đến. Nàng nhiều lần kém chút nhịn không được, trực tiếp đem Băng Tàm cung chủ các nàng đều tiêu diệt, nhưng cuối cùng xem ở đế phi mặt mũi, nàng đều nhịn xuống. Phẫn nộ sau, Băng Thải Vân trong lòng cũng 10 điểm không hiểu, Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy giết Minh Tuyệt nhi tử Minh Vô Tình, làm sao còn dám lưu tại Bắc Linh Thành đây? Hắn không nên lập tức thoát đi Bắc Linh Thành sao, lưu lại nơi này, Minh Tuyệt thế nhưng là bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới cửa a, chẳng lẽ hắn là chờ chết ở đây? Mấy ngày nữa chính là linh hội, hắn hẳn là đang điêu khắc đồ vật, chuẩn bị tham gia linh hội, đến lúc đó tự nhiên sẽ tỉnh lại. Đế phi ngược lại không gấp. Ta nghe nói Minh Tuyệt đã đến Đông Linh Thành, tiểu tử kia đoán chừng chết chắc. Băng Thải Vân trầm giọng nói. Minh Tuyệt thân là Minh Tuyệt cốc cốc chủ, đây chính là thánh tôn cảnh tu vi a, Tiêu Phàm lại thế nào mạnh, cũng chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh mà thôi, hắn như thế nào đối thủ. Vậy vì sao Minh Tuyệt không có giết? Đế phi có chút hiếu kỳ. Lấy Minh Tuyệt địa vị, hắn muốn tìm cá nhân hẳn là cực kỳ sự tình đơn giản, hẳn là đã sớm biết Tiêu Phàm vị trí. Nhưng nếu như cũng đã đến, Minh Tuyệt lại không động thủ, cái này lại là có ý gì đây? Băng Thải Vân nghe vậy, cũng lộ ra nghi hoặc, trong nội tâm nàng cũng hết sức tò mò. Xin hỏi đế phi nhưng tại nơi đây? Vừa dứt lời, ở ngoài viện đột nhiên truyền đến một thanh âm. Một cái công tử văn nhã ăn mặc nam tử cung kính đứng ở ngoài cửa. Nguyệt Nhai, ngươi tới làm cái gì? Băng Thải Vân lách mình xuất hiện ở trong sân, lạnh lùng nhìn xem nam tử đối diện, nam tử chính là Vân Linh lão nhân đệ tử Nguyệt Nhai. Sư tôn để cho ta tới này, cung thỉnh đế phi cùng vô cực ma vương. Nguyệt Nhai thần sắc bình tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Băng Thải Vân mặc dù mặt âm trầm, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là lạnh như băng hỏi,
Vân Linh lão nhân tìm Đế Phi, cần làm chuyện gì? Tại hạ không biết, hai vị đi chẳng phải sẽ biết. Nguyệt Nhai hơi hơi thi lễ nói. Băng Thải Vân còn muốn nói điều gì, trong phòng lại truyền tới một đạo thanh âm dễ nghe, chúng ta liền đi. Lời còn chưa dứt, một bộ quần trắng Đế Phi đã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trong sân, lụa mỏng che mặt, có thể Nguyệt Nhai công tử vẫn như cũ kém chút thấy choáng mắt. Đế Phi, Vô Cực Ma Vương, mời. Nguyệt Nhai rất nhanh lấy lại tinh thần, cúi đầu hơi hơi thi lễ nói, ngay sau đó đạp không mà lên. Đế Phi nhìn sâu một cái Tiêu Phàm vị trí tiểu viện một cái, ngay sau đó đi theo Nguyệt Nhai rời đi. Lúc này, Thái Cổ Hỗn Độn Thạch Điêu Khắc đã đến mấu chốt giai đoạn. Trong phòng, Tiêu Phàm chính thận trọng ở trên Thái Cổ Hỗn Độn Thạch phát họa ra từng đạo huyền diệu thần văn, thâm ảo tối nghĩa, để cho người ta khó có thể nhìn thấu. Qua hai tháng điêu khắc, Thái Cổ Hỗn Độn Thạch đã bị điêu khắc thành một cái hình người, nhìn kỹ sẽ phát hiện, cái này thần điêu cùng Tiêu Phàm cực kỳ rất giống. Cũng không phải Tiêu Phàm tự luyến, mà là thứ này nếu là muốn làm hắn phân thân, vậy dĩ nhiên phải dựa theo hắn hình dạng đến điêu khắc. Nguyên bản đầu lớn nhỏ Thái Cổ Hỗn Độn Thạch, đã chỉ còn lại có một cái cánh tay lớn nhỏ tiểu nhân, toàn thân đen kịt, tản ra ô quang, cho người ta một loại thâm hậu, cứng rắn cảm giác. Mặc dù còn chưa kích hoạt, nhưng cái này thần điêu bên trên lại tản ra một cỗ khí tức như có như không, nhất là đôi tròng mắt kia, dị thường sắc bén, để thánh đế cảnh đều run sợ. Bây giờ, chỉ cần ở thần điêu bên trên vẽ tương ứng thần văn cùng trận pháp, để thần điêu sống lại, vậy cái này thần điêu liền xem như thành công. Tiêu Phàm mỗi một bút đều họa rất cẩn thận, sợ có bất kỳ sai lầm nào, hủy cái này tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Hơn 2 tháng không ngủ không nghỉ, nếu như người bình thường, đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng Tiêu Phàm, lại hoàn toàn như trước đây, chỉ là sắc mặt hơi có vẻ trắng bệch. Nếu như không phải linh hồn phân thân không ngừng luyện hóa nguyên thạch bổ sung lực lượng linh hồn, cho dù Tiêu Phàm, đoán chừng cũng đã sớm không chịu nổi. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm tụ tinh hội thần hướng về thần điêu, không dám có bất kỳ phân tâm cử động, thần điêu phía trên che kín vô số thần văn, chỉ kém cuối cùng mấy bút, liền có thể triệt để hoàn thành nhiệm vụ. Một khi cuối cùng mấy bút thất bại, hắn liền phí công nhọc sức. Lúc này, liền linh hồn phân thân cũng đình chỉ hấp thu nguyên thạch, hắn không dám nhất tâm nhị dụng. Oanh, làm Tiêu Phàm trong tay Tu La kiếm xẹt qua cuối cùng một đạo thần văn lúc, thần điêu phía trên thần văn lập tức nối thành một mảnh, hợp thành một cái cực kỳ trận pháp huyền ảo. Một cổ khí tức cường đại từ thần điêu phía trên quét sạch mà ra, trong phòng đều trở nên 10 điểm bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm vội vàng đánh ra một đạo thủ ấn, đem cỗ khí tức kia áp chế lại. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, trưng bày một cái cánh tay da lớn hình người nhỏ bé thần điêu, hắn mặc dù đen thui, nhưng cho người ta một loại trông rất sống động cảm giác, tựa như tùy thời có thể sống lại. Sốt cục hoàn thành, Tiêu Phàm thở dài một ngụm chọc khí, trên trán mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống mà xuống, hắn rất may mắn bản thân không có thất bại. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong nháy mắt nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lực lượng linh hồn điểm ra, xuất vào trong thần điêu. Bỗng nhiên, thần điêu tựa như đột nhiên mở hai mắt ra, hình thể một trận biến ảo, trong nháy mắt biến thành Tiêu Phàm bộ dáng, hắn toàn thân hắc sắc, cũng chậm chậm biến thành bình thường làn da nhan sắc. Nếu như ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bậc này điêu khắc tay nghề, nhất định chính là thần hồ kỳ kỹ a, quả thực cùng người sống giống như đúc. Bất quá Tiêu Phàm cũng không có có nhiều như vậy cảm khái, hắn chỉ là hận không thể lập tức thử nghiệm điều khiển một lần cỗ này phân thân, đến cùng có thể đạt tới trình độ nào. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm linh hồn phân thân sáp nhập vào linh hồn bản thể bên trong, ngay sau đó bám thân Thái Cổ Hỗn Độn Thạch phân thân. Thôi động thời khắc, một cỗ hết sức cường hoành khí tức đáng sợ từ Thái Cổ Hỗn Độn Thạch trên người truyền đến, vẻn vẹn cảm nhận được này khí tức, Tiêu Phàm liền một trận hãi hùng khiếp vía. Phải biết, cho dù là hắn bán bộ thánh tôn cảnh linh hồn, tán phát khí tức cũng không có Thái Cổ Hỗn Độn Thạch khủng bố như vậy a. Hắn có loại cảm giác, bản thân điều khiển Thái Cổ Hỗn Độn Thạch phân thân toàn lực ứng phó, dù cho bình thường là thánh tôn cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Một lần này đụng tới cái gì đó Minh Tuyệt Cốc cốc chủ Minh Tuyệt, hẳn là cũng không tất phải sợ a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, Minh vô tình là chết vô ích. Thái Cổ Hỗn Độn Thạch quả nhiên không hổ là trong truyền thuyết nghịch thiên vật liệu,
bản thân một cái thánh đế cảnh điêu khắc ra thần điêu, vậy mà đều có được thánh tôn cảnh chiến lực. Nếu như hắn có thể đủ đột phá thánh tôn cảnh, cho dù tốt sinh xử lý một phen thần điêu, điêu khắc lên càng huyền ảo hơn thần văn, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Đây mới là ta đúng nghĩa cỗ thứ nhất phân thân. Tiêu Phàm trầm ngâm chốc lát, trong mắt xuyên suốt ra hai đạo tinh quang, trầm ngâm chốc lát nói, nếu là dùng thái cổ hỗn độn thạch điêu khắc, vậy sau này liền kêu thái cổ a. Tiêu Phàm thận trọng thu hồi phân thân thể thái cổ, lại gặp gỡ chân chính thánh tôn cảnh địch nhân phía trước, hắn tạm thời còn không có sử dụng dự định. Như thế nào át chủ bài, không biết mới xem như át chủ bài. Phân thân thái cổ, chính là lá bài tẩy của hắn một trong. Lúc này, Tiêu Phàm phân thân dung nhập bản tôn bên trong, ánh mắt rơi vào trước mắt nhất đao nhất kiếm phía trên. Phô tận chi nhận toàn thân lưu chuyển lên khác thường kim mang, so với phía trước sáng chói, bây giờ muốn nội liễm rất nhiều. Lần trước phô tận chi nhận thôn vệ lớn chừng quả đấm hỗn độn nguyên kim, bây giờ chí ít lại thôn vệ lớn chừng quả đấm thái cổ hỗn độn thạch, nó trình độ bền bỉ, đã không kém gì đỉnh cấp tôn giai pháp bảo. Đây là hỗn độn nguyên kim cùng thái cổ hỗn độn thạch không có hoàn toàn luyện hóa điều kiện tiên quyết, Tiêu Phàm không cách nào tưởng tượng, làm kim cốt đế đem tu la kiếm cùng thái cổ hỗn độn thạch toàn bộ luyện hóa về sau, sẽ đạt tới như thế nào cấp độ. Về phần tu la kiếm, đó là người càng không cần phải nói, hắn so vô tận chi nhận luyện hóa thái cổ hỗn độn thạch cùng hỗn độn nguyên kim càng nhiều, phẩm giai liền Tiêu Phàm cũng không tốt phán định. Bất quá hắn có loại cảm giác, tu la kiếm đã sơ bộ đầy đủ cùng lịch cổ 10 đại chí bảo so sánh tư cách. Tương lai một ngày nào đó, tu la kiếm sẽ đạt tới, thậm chí vượt qua lịch cổ 10 đại chí bảo cũng khó nói. Linh hội cũng cần phải bắt đầu a. Tiêu Phàm tập trung ý chí, giải trừ đối kim cốt đế phong ấn, lại triệt hồi bên trong căn phòng trận pháp. Kim cốt đế biến thành khô lâu nhân hình, cảm nhận được bản thân cứng rắn xương cốt, không tự chủ được nhìn về phía Tiêu Phàm, công tử, ta. Hảo hảo luyện hóa, Tiêu Phàm mỉm cười, không nói thêm gì. Hắn thu hồi tu la kiếm đi ra khỏi phòng, Như Hy cùng Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ trước tiên tiến lên đón. Sư tôn, người rốt cục xuất quan, linh hội đều muốn bắt đầu. Như Hy vẻ mặt bẩn thỉu nói, nếu như không phải muốn chờ Tiêu Phàm, bọn họ đã sớm tiến về linh hội xem lễ. Ta bế quan những ngày qua, có không có gì đặc biệt sự tình phát sinh? Tiêu Phàm hỏi. Chuyện đặc biệt thật không có. Như Hy lẩm bẩm, đột nhiên vẻ mặt khó chịu nói, bất quá có cái nữ, nhiều lần tới tìm ngươi, nói muốn bái phỏng ngươi, đều bị ta cự tuyệt. Bái phỏng ta, Tiêu Phàm hơi sững sờ, mình ở cái này Bắc Linh Thành có thể không biết người nào a? Huống hồ, lúc trước hắn giết chết Minh Vô Tình sự tình có thể là mọi người đều biết, những người khác trốn hắn cũng không kịp, nơi nào còn dám tới bái phỏng hắn. Là Vô Cực Ma Vương. Lúc này, thường xuyên trầm mặc không nói Băng Thiền cung chủ mở miệng nói, thần sắc không phải đặc biệt đẹp đẽ. Tiêu Phàm nghe vậy, trợn mắt hốc mồm đứng ở cái kia. Vô Cực Ma Vương bái phỏng hắn. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày a, Vô Cực Ma Vương nếu là muốn giết hắn, Tiêu Phàm có lẽ sẽ còn tin tưởng dù sao, lúc trước Vô Cực Ma Vương muốn giết Băng Trận cung chủ, Tiêu Phàm trước mặt nhiều người như vậy đem Băng Thiền cung chủ liền đi. Vô Cực Ma Vương đoán chừng đối với hắn hận thấu xương. Là đế phi muốn bái phỏng ngươi. Băng Thiền cung chủ lại bổ sung một câu. Đế phi, Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc, bản thân liền đế phi cũng chưa từng thấy, nàng làm sao sẽ bái phỏng bản thân đây? Chẳng lẽ mị lực của mình lớn như vậy? Tiêu Phàm trước tiên bỏ ý nghĩ này, hắn một cái thánh đế cảnh tu sĩ, ở thánh tôn cảnh tu sĩ trong mắt, đoán chừng chính là run rế một dạng tồn tại mà thôi. Đại nhân, nói không chừng đế phi nhận biết ngươi cũng không nhất định. Một bên đầu trâu mở miệng nói. Ở hắn cùng mặt ngựa xem ra, Tiêu Phàm đụng tới sự tình gì cũng là có thể. Tiêu Phàm nhìn đầu trâu mặt ngựa một cái, gật đầu một cái, hắn liếc mắt liền nhìn ra hai người tu vi, nhưng hắn buồn bực là, hai người này vậy mà cũng đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh. Chẳng lẽ đột phá bán bộ thánh tôn cảnh dễ dàng sao như vậy? Bản thân thế nhưng là liều sống liều chết, chu sát hàng vạn mà tính hung linh mới thành công a. Đi thôi, linh hội thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Tiêu Phàm không nghĩ nữa những vật này, mang theo mấy người hướng linh hội chạy tới. Linh hội cũng không phải là ở Tứ Linh Thành cử hành, mà là tại Thiên Thượng Linh Phong chủ Phong Thiên Nguyên Linh Phong chân núi cử hành.
Tiêu Phàm một chuyến đuổi tới Thiên Nguyên Linh Phong, đã là mấy canh giờ sau. Mặc dù đã sắp xỉ hoàng hôn, nhưng Thiên Nguyên Linh Phong chân núi lại là tụ tập vô số tu sĩ, tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Dưới chân núi đất trống 10 điểm cuồn cuộn, đủ để dung nạp hàng mấy chục, mấy trăm vạn người, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là đầu người dương ra, lít nha lít nhít. Phía ngoài nhất, chỉ là một chút thông thường xem lễ người, bọn họ đều là qua Vân Linh lão nhân trận pháp khảo nghiệm người, nhiều đến hơn 100 vạn tu sĩ. Mà vùng đất trung ương, cũng là một chút tham gia linh hội người, nhân số rõ ràng ít đi rất nhiều, chỉ có mấy vạn mà thôi. Bất quá cái này mấy vạn người, yếu nhất cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ tu vi, đại bộ phận cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong. Bán bộ thánh tôn cảnh cường giả 10 điểm thưa thớt, nhưng cũng có mấy cái, dù sao, Thiên Nguyên Linh Phong tài nguyên tu luyện, một dạng chỉ đối thánh đế cảnh đỉnh phong hữu dụng mà thôi. Tiêu Phàm một chuyến đáp xuống bên ngoài. Mặc dù hắn cũng đã nhận được tham gia linh hội tư cách, nhưng hắn cũng không có tiếp tục tiến lên. Đột phá bán bộ thánh tôn cảnh hắn, đã không cần thiết tham gia linh hội. Huống hồ, hắn cũng không có đem ra được thần điêu tham gia linh hội, về phần phân thân thái cổ, Tiêu Phàm là không thể nào xuất ra đi tham gia một cái gọi là linh hội. Chỉ là phân thân thái cổ giá trị, liền xa so với linh hội hạng nhất giá trị cao hơn vô số lần. Phía trước nhất tới gần sườn núi vị trí, lại là đại lượng thiên thượng linh phong tu sĩ đang duy trì trật tự, tu sĩ khác dựa theo chỉ thị của bọn hắn hành động. Đến coi như kịp thời, linh hội còn chưa bắt đầu. Như Hy hậm hực cười nói. Không phải liền là một cái linh hội sao? Tiêu Phàm cổ quái nhìn xem Như Hy, cái này linh hội cũng không có cái gì ghê gớm a, tất yếu như vậy quan tâm sao? Như Hy thè lưỡi, chừng Tiêu Phàm một cái, liền tiếp tục ngắm nhìn. Đại nhân, nghe nói lần này linh hội quy tắc lại phát sinh biến hóa. Hắc hổ quỷ vương đột nhiên mở miệng nói. Biến hóa gì, Tiêu Phàm không hiểu, hắn cũng vẻn vẹn chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, đối với mình tham gia linh hội lại là đã mất đi hứng thú. Mấy ngày trước đây ta ngẫu nhiên nghe người ta nói, lần này linh hội, không còn là từ thiên thượng linh phong ứng cử viên bình thần điêu, mà là sông trận. Hắc hổ quỷ vương giải thích nói, Phàm là thần điêu sư. Đều có tư cách tham gia, hơn nữa có thể mang theo bản thân thần điêu sông trận. Sông trận, Tiêu Phàm yên lặng, quy tắc này không phải là vì chính mình chế tạo riêng sao. Ngay sau đó hắn lại lắc đầu, đáng tiếc hắn đã đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, cho dù chiếm được đệ nhất, cũng không có quá nhiều giá trị, hơn nữa, hắn cũng không muốn bại lộ phân thân thái cổ. Nhưng mà, tiếp xuống hắc hổ quỷ vương một câu, lại làm cho Tiêu Phàm thực kinh hãi. Hơn nữa. Ta nghe nói, Phàm là thành công sông trận giả, có thể gọi là thiên thượng linh phong một đời mới phong chủ. Hắc hổ quỷ vương ngữ không kinh chết người không thôi nói. Xưng là một đời mới phong chủ, Tiêu Phàm ngây ra như phỗng, Vân Linh lão nhân đây là ý gì? Hắn trước tiên nghĩ tới cửu U Ma Cốc, chẳng lẽ Vân Linh lão nhân chuẩn bị rời đi giới này sao? Vân Linh lão nhân đến, cũng liền ở Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, chân trời đột nhiên một tiếng hét to truyền đến. Ngay sau đó vô số thân ảnh từ đằng vân giá vũ mà đến, giống như tiên lâm phàm bụi, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Tiêu Phàm ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Vân Linh lão nhân trên người, Vân Linh lão nhân cùng hắn trước đó thấy hình chiếu giống như đúc, rõ ràng nhìn qua 10 điểm hiền lành hòa ái, lại cho Tiêu Phàm một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng Tiêu Phàm bản năng muốn cách Vân Linh lão nhân xa một chút. Theo Vân Linh lão nhân đến, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người ánh mắt sáng quắc rơi vào Vân Linh lão nhân trên người. Vân Linh lão nhân hướng về phía bốn phía khẽ gật đầu ra hiệu, ngay sau đó, phía sau hắn Nguyệt Nhai tiến lên phía trước nói, ngàn năm nhất giới linh hội đến lần nữa, nơi đây linh hội quy tắc cùng giới trước khác biệt. Đám người nghe nói như thế, mặc dù sớm kịp chuẩn bị, nhưng trong lòng vẫn như cũ kinh ngạc. Tuy nói linh hội quy tắc thường xuyên đang biến hóa, có thể một dạng cũng phải ổn mấy giới, nhưng mà lần này, linh hội quy tắc biến hóa có vẻ như có chút nhanh. Tiêu Phàm lặng lặng nghe, Nguyệt Nhai đem linh hội quy tắc cặn kẽ giảng thuật một lần. Xác thực giống như hắc hổ quỷ vương nói tới như vậy, nơi đây quy tắc chính là sông trận, xông qua Vân Linh lão nhân bố trí trận pháp tốc độ nhanh nhất ba người trước, liền có thể tiến về Thiên Nguyên Linh Phong tu luyện. Kích động sau khi... Đám người lại có chút thất lạc.
Vân Linh lão nhân bố trí trận pháp thực lực thế nhưng là cửu u địa ngục người thứ nhất a, muốn xông qua hắn bố trí trận pháp, như thế nào dễ dàng như vậy? Danh ngạch này sợ là rất khó được a, trước kia mặc dù là so đấu thần văn chi thuật, hoặc là thần điêu chi thuật, cho dù không đạt được Vân Linh lão nhân trình độ, cũng hầu như sẽ có một cái danh ngạch. Ai nói không phải đây, vạn nhất không có người có thể xông qua trận pháp, chẳng phải là không người có thể có được danh ngạch. Bất quá lại nói trở về, một lần này thế nhưng là có ba cái danh ngạch a, tỷ lệ cũng lớn rất nhiều. Đám người thấp giọng nghị luận, ai cũng không có xông qua trận pháp tự tin. Nếu như liền trận pháp đều không vượt qua nổi, đừng nói ba cái danh ngạch, chính là 30 cái, thậm chí 300 cái, cũng không người có thể có được a. Trận này, tên là Chư Thánh Thôn Thiên Trận, chính là một cái chuẩn tôn giai trận pháp, lấy 3 ngày kỳ hạn làm hạn định. Trong vòng 3 ngày có thể xuất trận người, coi là xông trận thành công. Nguyệt Nhai tiếp tục mở miệng. Nói xong, từng đạo hà mang từ thiên nguyên linh phong phía trên bắn ra, giống như từng đầu giải lụa màu tại hư không vũ động. Giải lụa màu nhanh chóng xen lẫn, ở trên không ngưng tụ thành một cái lưới lớn chán phóng hào quang sáng chói, càng ngày càng dày đặc, chỉ chốc lát sau, liền biến thành một cái to lớn quang kén. Quang kén lấp lóe lấy thất thải quang mang, như mộng như ảo, giống như một đóa tường vân, lơ lửng ở đỉnh đầu của mọi người. Cùng lúc đó, Vân Linh lão nhân lấy tay vung lên, từng đạo quang vũ vương vãi xuống, bao phủ ở mỗi người trên người. Tiêu Phàm trên người bọn họ, cũng đều bao phủ một tầng nhàn nhạt màn sáng. Đám người không biết vì sao, nhao nhao lộ ra nghi hoặc, lúc này, Vân Linh lão nhân thanh âm đột nhiên vang lên, mọi người ở đây, đều có thể vào trận. Cái gì? Đám người còn cho rằng mình nghe lầm, không khỏi lên tiếng kinh hô. Không phải nói chỉ có lấy được linh hội tư cách người mới có thể tham gia linh hội sao, làm sao hiện tại những cái kia chỉ là có được xem lễ tư cách người cũng có thể tham gia. Nhưng Vân Linh lão nhân căn bản sẽ không trả lời lời của mọi người, đám người cũng không thể tránh được. Ta làm sao có loại bị người đùa bỡn cảm giác, đầu châu thấp giọng trầm ngâm nói. Không chỉ hắn cho rằng như thế. Những người khác cũng đều là cho rằng như vậy. Người linh hội quy tắc biến hóa thì cũng thôi đi, có thể cái này biến rồi lại biến, cũng có chút không hiền hậu. Nhưng khó chịu thì khó chịu, bọn họ nhưng không có làm trái Vân Linh lão nhân dũng khí. Huống hồ, đây là người ta linh hội, người ta nghĩ an bài thế nào liền an bài như vậy, bọn họ những người ngoài này cùng lắm thì có thể không tham gia, căn bản không có nói chuyện linh tinh tư cách. Nhưng đối với thánh đế cảnh đỉnh phong phía dưới tu sĩ mà nói, đây chính là cơ duyên lớn lao. Quá nhiều người cuối cùng cả đời cũng vô pháp vượt qua thánh đế cảnh đỉnh phong, lúc này linh hội chính là một lần đường tắt. Mọi người vào trận A, nhìn thấy đám người không hề bị lay động, Nguyệt Nhai khẽ quát một tiếng, liền dẫn đầu hướng về trời cao quang kén bay đi. Ngay sau đó, Tiêu Phàm lại thấy được hai cái người quen, một cái là Quý Lương Xuyên, một cái là Điệp Vũ Tiên Tử. Hai người này ở Nguyệt Nhai về sau gần như đồng thời bước vào trận pháp bên trong. Đám người nhìn thấy Điệp Vũ Tiên Tử cùng Quý Lương Xuyên đều đi vào, chỗ nào còn sẽ ngồi được vững, nhao nhao xông vào quang kén. Bất quá cũng có rất nhiều người cũng không có xông trận dục vọng, bọn họ đều rất rõ ràng thực lực bản thân, có thể tới đây xem lễ đã coi như là cực hạn của bọn hắn. Đại nhân, đầu trâu mặt ngựa hai người nóng lòng muốn thử, thiếu chút nữa thì nhìn không được xông đi vào. Bọn họ cũng muốn thử xem trận pháp này làm sao, dù sao bọn họ đã đột phá bán bộ thánh tôn cảnh. Các ngươi coi như xông qua, thì có ích lợi gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem đầu trâu mặt ngựa nói. Hai người nghe vậy, không khỏi cười ngây ngô lên. Bọn họ làm sao biết, Tiêu Phàm đáy mắt chỗ sâu ngưng trọng, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy không chung cái kia trận pháp quang cháo thời khắc, liền từ bỏ xông trận ý nghĩ. Dù cho chính hắn dừng lại ở thánh đế cảnh đỉnh phong, cũng sẽ không tùy tiện đi xông trận. Người khác có lẽ không nhận ra trận pháp này là cái gì, nhưng Tiêu Phàm lại có thể nhận ra, lúc này trận pháp, nhưng là một cái so vạn tinh chu thần trận càng thêm bá đạo trận pháp. Trận này, tên là Nguyên Pháp Thôn Thiên Trận, căn bản không phải Chư Thánh Thôn Thiên Trận. Vạn tinh chu thần trận, là rút ra trong hư không nguyên lực ngưng tụ thành sức mạnh của bản thân. Để tự thân cảnh giới vượt qua một hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu. Nhưng cái này Nguyên Pháp Thôn Thiên Trận, thế nhưng là thôn vệ trận pháp bên trong toàn bộ sinh linh lực lượng A. Nói cách khác,
Vân Linh lão nhân là đang lừa lấy ở đây tu sĩ đi vào, sau đó rút ra bọn họ lực lượng để bản thân sử dụng. Khó trách địa ngục chi chủ nói cho hắn, không muốn cùng Vân Linh lão nhân tiếp xúc quá nhiều, người này mười phần nguy hiểm. Nếu như không phải Tiêu Phàm ở Vô Tận Thần Phủ bố trí nhiều lần nguyên pháp thôn thiên trận, nhưng hắn rất tin tưởng trận này, có lẽ hắn đều sẽ không liếc mắt nhận ra. Lúc trước Tiêu Phàm vì chống cự man hoang cổ cương cùng hoàng cực cổ cương đột kích, hắn bố trí hai loại trận pháp, một loại là chư thiên trấn ma trận, mà đổi thành một loại chính là nguyên pháp thôn thiên trận. Chỉ là không tới vạn bất đắc dĩ, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng thi triển trận này, dù sao, hắn rút ra thế nhưng là Vô Tận Thần Phủ sinh linh lực lượng. Cái này Vân Linh lão nhân đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Chẳng biết tại sao, hắn cảm giác trước mắt cái kia hiền hòa Vân Linh lão nhân, so với kia Lạc Nam Thiên càng thêm âm hiểm, nhưng hắn không tự chủ trốn tránh. Thật lâu, đám người hầu như đều tiến vào trận pháp quang màn bên trong, chỉ có số ít mấy vạn người còn đang do dự. Vân Linh lão nhân nhìn thấy một màn này, vậy mà lần nữa chủ động mở miệng, cười nói, các ngươi vì sao không thử một lần. Thiên Nguyên Linh Phong cơ duyên ngàn năm một lần, bỏ qua một lần này, lần sau nhưng chính là ngàn năm sau. Không ít người nghe nói như thế, cảm thấy 10 điểm có đạo lý, bản thân không đi liều mạng, lại làm sao biết bản thân không vượt qua nổi đây. Chốc lát thời gian, mấy vạn người chỉ còn lại có gần một vạn người, một vạn người này cơ bản cũng là thánh đế cảnh hậu kỳ tu sĩ, bọn họ cơ hồ cũng là tự biết mình người. Đương nhiên, cũng có một số người cùng Tiêu Phàm đồng dạng, đối với cái này trận có kiêng kỵ, cho nên chỉ xem lễ, cũng không xông trận. Vân Linh lão nhân nhìn thấy một màn này, sắc mặt bình tĩnh như thường, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, tựa như đang đợi cái gì đến. Đám người theo Vân Linh lão nhân ánh mắt nhìn tới, không biết hắn đang chờ đợi lấy cái gì. Tiêu Phàm cau mày, trong cơ thể hắn bạch sắc thạch đầu lóe lên, tựa như ở biểu thị cái gì, cái này khiến Tiêu Phàm tâm tình càng ngưng trọng thêm lên. Đại nhân, ngài lần trước giết Minh Vô Tình, vì sao Minh Tuyệt Cốc chủ một mực không tìm làm phiền ngươi? Lúc này, mặt ngựa đột nhiên cho Tiêu Phàm bọn họ truyền âm nói. Tiêu Phàm nghe vậy, chân mày nhíu càng thêm lợi hại. Vừa bắt đầu hắn cho rằng Minh Tuyệt không có tới đến Thiên Thượng Linh Phong, có thể trên đường tới đầu châu mặt ngựa nói cho hắn, Minh Tuyệt đã sớm đến. Theo lý thuyết lấy Minh Tuyệt thực lực muốn tìm được hắn cũng không khó mới đúng a, có thể thời gian dài như vậy, cũng không động thủ với hắn, cái này quá không tầm thường. Phải biết, hắn lại biết qua Minh Tuyệt làm người, truyền văn người này cực kỳ hộ tể, Minh Vô Tình thế nhưng là cục thịt trong lòng hắn a. Nhưng sự tình gì, có thể làm cho hắn liền Minh Vô Tình cừu hận đều tạm thời buông xuống đây. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, có thể càng là nghĩ không hiểu, hắn đã cảm thấy việc này cùng Vân Linh lão nhân có liên hệ rất lớn. Mặt khác, thần điện chi chủ Đế Phi cũng nhiều lần phái người bái phỏng bản thân, hiểu mà mấy ngày này lại đột nhiên không có tới, lại có hay không là một cái khác tín hiệu đây. Sư tôn, chúng ta chẳng lẽ cứ như vậy chờ? Như Hy nhìn thấy Tiêu Phàm thần sắc hết sức ngưng trọng, nội tâm cũng có được một tia bất an. Chờ lấy, Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Trong mắt của hắn cũng thỉnh thoảng nhìn chăm chú lên tứ phương, lòng bàn tay nắm một mai truyền âm ngọc phù. Hắn cũng đang chờ, chờ lấy Túy Ông tin tức. Khoảng thời gian này hắn đắm chìm trong phân thân thái cổ điêu khắc bên trong, chưa kịp cùng Túy Ông tụ hợp, Túy Ông cũng không có chừa cho hắn bất kỳ lời nói nào, cái này khiến Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng. Phàm Nhi, mau rời đi linh hội hiện trường. Đang lúc Tiêu Phàm trầm tư thời khắc, trong tay hắn truyền âm ngọc phù đột nhiên lấp lóe lấy quang mang, Tiêu Phàm vội vàng thôi động, bên trong lập tức truyền đến Túy Ông thanh âm lo lắng. Không tốt, đi mau. Tiêu Phàm sắc mặt đại biến, Túy Ông vội vã như thế, hắn lập tức biết rõ đại sự không ổn, quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng mà cũng đúng lúc này, hư không giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên, để Tiêu Phàm đột nhiên ngừng lại bước chân. Vân Linh, còn dư lại những người này xử trí như thế nào? Thiên Nguyên Linh Phong đỉnh cao, lại có tốt mấy bóng người bay vụt mà xuống, rơi vào Vân Linh lão nhân cách đó không xa. Đám người nghe nói như thế, tất cả đều lộ ra kinh ngạc, trong thiên hạ, dám gọi thẳng Vân Linh lão nhân tên có thể không có bao nhiêu người a. Người này tùy ý như vậy, thực lực tất nhiên không ở dưới Vân Linh lão nhân, chỉ ít địa vị không kém gì Vân Linh lão nhân. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn tới,
lại là gặp được ba đạo thân ảnh quen thuộc. Một người trong đó là Túy Ông, khi ánh mắt của hắn đảo qua Túy Ông thời khắc, Túy Ông cũng nhìn lại, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Hiển nhiên, lúc trước hắn liền tìm kiếm nghĩ cách nhắc nhở Tiêu Phàm, nhưng hắn một mực cùng những người này ở chung một chỗ, liền cho Tiêu Phàm truyền tin cơ hội đều không có. Hiện tại Tiêu Phàm coi như muốn rời khỏi, đoán chừng cũng đã không kịp. Người thứ hai, thì là Vô Cực Ma Vương Băng Thải Vân, người này đứng ở một cái khăn che mặt nữ tử váy trắng trên người, làm Tiêu Phàm nhìn thấy cái kia nữ tử váy trắng thời khắc, đột nhiên nhíu mày một cái. Người này làm sao cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Tiêu Phàm trong lòng buồn bực, lại không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Phàm đã mơ hồ đoán đến váy trắng nữ tử thân phận, có thể làm cho Vô Cực Ma Vương như thế giữ gìn, nàng này chỉ có thể là thần điện thần chủ Đế Phi. Người cuối cùng, lại là đã chết Thiên Uyên Quỷ Chủ, ở Đế Phi cách đó không xa, có một bóng người, thân ảnh kia bộ dáng cùng Thiên Uyên Quỷ Chủ giống như đúc. Tiêu Phàm biết rõ, người này đã không còn là đã từng Thiên Uyên Quỷ Chủ. Khi ánh mắt của hắn rơi vào cái kia Thiên Uyên Quỷ Chủ trên người lúc, chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm cảm nhận được một loại cực kỳ cảm giác bất an, cái loại cảm giác này rất quái dị, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đó là Minh Tuyệt Cốc Chủ. Đột nhiên có người nhận ra vừa mới người nói chuyện, không khỏi lên tiếng kinh hô. Thần chủ Đế Phi, Thiên Uyên Quỷ Chủ, Thiên Diện Nhân Vương, năm đại thế lực chi chủ tề tựu. Thanh Huyền Lâu chủ làm sao cũng ở đó, hắn có vẻ như không có tư cách cùng năm đại thế lực chi chủ đi cùng một chỗ a, chẳng lẽ hắn cũng đạt tới năm đại thế lực chi chủ cấp độ. Không chỉ như vậy, còn có Thiên Kỳ các chủ Lạc Nam Thiên, Hoàng Tuyền Điện Điện chủ Hoa Khai Vân, Cửu U Địa Ngục tất cả lên được bề mặt nhân vật, tất cả đều gom đủ. Đám người nhìn thấy không trung từng đạo thân phận cực kỳ tôn quý bóng người, chấn động vô cùng. Nếu là bình thường, những nhân vật này muốn thấy được một cái đều hết sức khó khăn, nhưng hôm nay, tất cả đại lão vậy mà toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Bất quá đám người rất nhanh lấy lại tinh thần, trong đầu hồi vị Minh Tuyệt mới vừa câu nói kia, cái gì gọi là bọn họ những người này xử trí như thế nào? Bọn họ chỉ là đến xem lễ linh hội mà thôi, chẳng lẽ bọn họ không đi xông trận, còn phải lọt vào thiên thượng linh phong xử trí hay sao? Rất nhanh, ý nghĩ của mọi người liền được xác minh. Chỉ thấy Vân Linh lão nhân đột nhiên thu hồi ánh mắt, nhìn về phía dưới trên vạn người nói, ta tin tưởng, bọn họ sẽ có một cái lựa chọn sáng suốt, đúng không? Phía trước một câu là cùng Minh Tuyệt nói, mà phía sau cái kia hỏi một chút, lại là hỏi ở trên đài vạn tu sĩ. Đám người ẩn ẩn cảm giác có chút không đúng, sau một khắc, một cỗ hoảng sợ chi uy mãnh liệt mà tới, bao phủ ở đây hơn vạn tu sĩ. Thánh tôn cảnh khí thế biết bao khủng bố, nhất là bình thường thánh đế cảnh đỉnh phong có thể thừa nhận, không ít người linh hồn chi thể kém chút nổ tung. Hô hô, rốt cục, có ít người không chịu nổi cỗ kia uy áp, nhao nhao đạp không hướng về trời cao trận pháp màn sáng bên trong bay đi. Chỉ một lát sau thời gian, phía dưới trên vạn người, cũng chỉ còn lại có 2-3 ngàn người, mà lại còn đang không ngừng giảm bớt. Đám người không phải người ngu, Vân Linh lão nhân lấy uy thế trấn áp, nếu như bọn họ không tiến nhập trận pháp bên trong, đến lúc đó tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở tử vong cùng không biết tầm đó, đám người nghĩa vô phản cố lựa chọn không biết, dù cho chờ chút bọn họ đối mặt còn lại chính là tử vong, chí ít bọn họ còn có thể nhiều sống một đoạn thời gian. Nhân số đang không ngừng giảm bớt, chỉ một lát sau về sau, ở đây cũng chỉ còn lại có 300-400 người. Những người kia thần sắc vô cùng kiên định, cận kề cái chết cũng không bước vào trận pháp màn sáng bên trong, ngược lại hung thần ác sát hướng về Vân Linh lão nhân. Tiêu Phàm mấy người cũng ở trong những người này, hắn không khỏi coi trọng trước mắt 300 người một cái, trong mắt lóe lên một vòng nồng nặc vẻ hân thưởng. Tình nguyện đứng đấy chết, cũng không quỳ xuống sinh. Dạng người này, mới có thể đi càng xa, cũng đáng được Tiêu Phàm bội phục, càng là phù hợp tính tình của hắn. Nhìn phía dưới 300 người, Vân Linh lão nhân nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn. Có ít người luôn luôn cho rằng không thỏa hiệp chính là có cốt khí, lại không biết, đây chỉ là con kiến hôi vô tri mà thôi. Buồn cười. Minh Tuyệt nhàn nhạt quan sát phía dưới 300 người, giống như đang quan sát một bầy kiến hôi. Những người khác thần sắc mỗi người không giống nhau, nhưng là ai cũng không có mở miệng, chỉ là lẳng lặng nhìn.
phía dưới là 300-400 người sắc mặt hết sức âm trầm, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi kiên trì, đỉnh lấy Vân Linh lão nhân cỗ kia áp lực. Con kiến hôi vô tri cũng không buồn cười, buồn cười là, người dạng này tự cho là đúng cường giả, tự nhận là có thể chúa tể tất cả, thật không nghĩ tới, người đã từng có thể ngay cả run rế cũng không bằng. Liền trước mặt mọi người người trầm mặc thời khắc, một đạo vang vang hữu lực thanh âm từ trong đám người truyền ra. Lời này vừa nói ra, phía trên bầu trời các đại lão nhao nhao hướng về nguồn thanh âm nhìn tới, ánh mắt của mọi người không tự chủ được rơi vào Tiêu Phàm trên người. Tuy ông, Lạc Nam Thiên cùng Băng Thải Vân nhìn thấy Tiêu Phàm thời khắc, con người hơi hơi lóe lên, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Phàm lúc này lại dám đứng ra công nhiên chống đối Minh Tuyệt Cốc chủ. Lấy Minh Tuyệt Cốc chủ tính tình, lại có thể buông tha hắn. Quả nhiên, Minh Tuyệt Cốc chủ nghe được lời nói của Tiêu Phàm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn bộc phát ra, bay thẳng Tiêu Phàm đi. Hắn đường đường thánh tôn cảnh cường giả tại nói chuyện, một cái thánh đế cảnh run dế vậy mà cũng dám phản bác bản thân, trào phúng bản thân. Nhất định chính là muốn chết. Minh Tuyệt Cốc chủ động giận, thánh tôn cảnh hung uy hung hăng hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Nhưng mà, Tiêu Phàm vẻn vẹn lui về phía sau mấy bước, liền ổn định thân hình, thần sắc cũng không có quá nhiều biến hóa. A, Vân Linh lão nhân nhìn thấy Tiêu Phàm vậy mà chĩa vào Minh Tuyệt Cốc chủ một người áp lực, không khỏi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Minh Tuyệt Cốc chủ, người dù sao cũng là thánh tôn cảnh, không cần thiết làm khó một cái hậu bối a. Gần như đồng thời, Túy ông chậm rãi mở miệng nói. Gia Cát Thanh Huyền, người tốt nhất đừng quản ta sự tình, bằng không đừng trách bổn cốc chủ không khách khí. Minh Tuyệt Cốc chủ lạnh lùng trừng Túy ông một cái, ngay sau đó từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Khí thế của hắn không cách nào làm bị thương Tiêu Phàm, nhưng hắn lại không định bỏ qua cho Tiêu Phàm. Tự nhiên chỉ có tự mình động thủ. Việc này ta còn thực sự quản định, Túy ông lạnh rên một tiếng, lách mình ngăn tại Minh Tuyệt Cốc chủ thân trước. Minh Tuyệt Cốc chủ sắc mặt càng khó coi, Tiêu Phàm trào phúng hắn không nhìn hắn thì cũng thôi đi, cái này Gia Cát Thanh Huyền vậy mà cũng dám đối địch với chính mình, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ngươi thật sự cho rằng đột phá đến thánh tôn cảnh, bổn cốc chủ liền không làm gì được ngươi. Minh Tuyệt Cốc chủ lạnh giọng nói, một bộ muốn cùng Túy ông không chết không thôi tư thế. Minh Tuyệt, nói cho ngươi một tin tức tốt, có vẻ như chính là kẻ này, giết ngươi nhi tử. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa Thiên Uyên quỷ chủ đột nhiên lãnh đạm nói, trên mặt còn ôm lấy một vòng nét cười nghiền ngẫm. Minh Tuyệt cốc chủ nghe nói như thế, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, mặt mũi đều trở nên dữ tợn, đằng đằng sát khí nói, danh con, ngươi muốn chết như thế nào? Giờ khắc này, Minh Tuyệt Cốc chủ đã chân chính động sát ý. Không chỉ Tiêu Phàm muốn chết, phàm là cùng Tiêu Phàm có liên quan người, đều phải chết. Ta lựa chọn bất tử. Tiêu Phàm thần sắc như thường, căn bản không có nửa điểm e ngại Minh Tuyệt Cốc chủ ý tứ. Hắn hiện tại dù sao cũng là bán bộ thánh tôn cảnh, đã có phần thân thái cổ, lại có thể thi triển hai cái nguyên tuyền lực lượng, hắn há lại sẽ e ngại tầm thường thánh tôn cảnh tu sĩ. Địa ngục chi chủ thế nhưng là đã nói với hắn, cửu u địa ngục thánh tôn cảnh, cũng chỉ là thông thường thánh tôn cảnh mà thôi, cho dù là mạnh nhất Vân Linh lão nhân, cũng là phổ thông thánh tôn cảnh. Bây giờ đột phá bán bộ thánh tôn cảnh, Tiêu Phàm tu la truyền thừa cũng giải phong càng nhiều tin tức hơn. Thánh tôn cảnh, cùng thánh đế cảnh khác biệt, thánh đế cảnh tu luyện là nguyên chi lực, cũng nói là nguyên lực. Mà thánh tôn cảnh, mặc dù cũng tu nguyên lực, nhưng cảm ngộ lại là bản nguyên chi lực, hắn uy năng, xa so với nguyên lực mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời, thánh tôn cảnh dựa theo cảm ngộ bản nguyên chi lực nhiều ít chia làm 10 tầng, cảm ngộ bản nguyên chi lực càng nhiều, thực lực càng mạnh. Trong đó, cảm ngộ một thành đến ba thành bản nguyên chi lực thánh tôn cảnh chính là thông thường thánh tôn cảnh, đại bộ phận đột phá thánh tôn cảnh tu vi người, đều ở cấp độ này. Liền tựa như trước mắt năm đại thế lực chi chủ. Bọn họ tất cả đều là phổ thông thánh tôn cảnh, cho dù là mạnh nhất Vân Linh lão nhân, hắn lĩnh ngộ bản nguyên chi lực cũng mới đạt tới ba thành. Đương nhiên, Vân Linh lão nhân thực lực đối với Tiêu Phàm mà nói, là cực kỳ đáng sợ, dù cho cảm ngộ một thành bản nguyên chi lực, hắn uy năng liền xa không phải thánh đế cảnh có thể so sánh. Mà cảm ngộ bốn thành đến sáu thành thánh tôn cảnh, lại xưng là nguyên tôn, bọn họ cảm ngộ bản nguyên chi lực viễn siêu phổ thông thánh tôn.
thực lực tự nhiên cũng không thể giống nhau mà nói. Có thể cảm ngộ bốn thành trở lên bản nguyên chi lực nguyên tôn, cực kỳ hiếm thấy, chỉ ít, cửu u địa ngục là tìm không đến một cái. Mà cảm ngộ bản nguyên chi lực một khi đột phá bảy thành, liền xưng là pháp tôn, bất kỳ một hành động lời nói, đều uy hiếp thiên địa, hơn nữa, hắn càng là có thể ngưng tụ bản nguyên pháp chỉ, pháp tôn phía dưới, không dám không theo. Có thể đạt tới pháp tôn cấp bậc, phóng nhãn thái cổ thần giới, đoán chừng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chí ít, Tiêu Phàm tu luyện tới bây giờ, còn chưa bao giờ được chứng kiến nhân vật như vậy. Lại càng không cần phải nói cảm ngộ bản nguyên chi lực đạt tới 10 thành đại viên mãn xưng hào thánh tôn, loại này tồn tại, đã chân chính tiếp xúc đến thiên số, có thể cùng thiên tướng đọ sức. Bởi vậy, bản nguyên chi lực đại viên mãn xưng hào thánh tôn, cũng nói là thiên tôn, ngụ ý thiên địa chí tôn. Thiên tôn dĩ nhiên đáng sợ, nhưng Minh Tuyệt Cốc chủ chẳng qua là một cái cảm ngộ hai thành bản nguyên chi lực phổ thông thánh tôn, Tiêu Phàm há lại sẽ e ngại hắn. Chủ yếu nhất là, ở cửu u địa ngục, bản nguyên lực lượng căn bản là không có cách phát huy ra uy lực chân chính. Mà hắn có được phân thân thái cổ, đó cũng không phải là đơn giản linh hồn chi thể, mà là chân chính không kém gì thân thể thần khu, Tiêu Phàm cũng muốn thử một lần Minh Tuyệt Cốc chủ thực lực. Ha ha, Minh Tuyệt Cốc chủ bị Tiêu Phàm lời nói chọc cười. Một cái thánh tôn cảnh cường giả muốn giết một cái thánh đế cảnh tu sĩ, cái kia thánh đế cảnh tu sĩ còn có lựa chọn sao? Không có, ở Minh Tuyệt Cốc chủ xem ra, Tiêu Phàm là biết bao buồn cười cùng thật đáng buồn, ngay cả mình thực lực cũng không nhìn thấu, cũng dám ở cái này không nhìn thánh tôn cảnh. Chết đi, Minh Tuyệt Cốc chủ hét giận dữ một tiếng, bá đạo lực lượng linh hồn bay thẳng Tiêu Phàm đi. Cản ở chính giữa túy ông hoàn toàn bị hắn không để ý đến, tựa như túy ông không tồn tại. Chờ chút, không đợi Minh Tuyệt Cốc chủ động tay, hư không lại có một bóng người vang lên, lại là một đạo thân ảnh già nua tiến lên một bước, đứng ở túy ông cách đó không xa, ngăn cản Minh Tuyệt Cốc chủ đường đi. Lạc Nam Thiên, ngươi cũng muốn cản ta. Minh Tuyệt sắc mặt trầm xuống, túy ông mặc dù đột phá thánh tôn cảnh, vẫn như trước không có bị hắn để ở trong mắt. Nhưng mà Lạc Nam Thiên vẻn vẹn chỉ là bán bộ thánh tôn cảnh, Minh Tuyệt lại kiêng kỵ không hiểu, cái này khiến đám người vẻ mặt không hiểu. Ta không phải muốn ngăn ngươi, ta chỉ muốn nói cho ngươi, đại nhân là chủ nhân nhà ta tôn quý nhất khách nhân. Lạc Nam Thiên thở sâu, nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hắn còn rõ ràng nhớ cái địa ngục chi chủ nói cho hắn, bất kể như thế nào đều không nên đắc tội Tiêu Phàm, dù cho mất đi tính mạng, cũng phải bảo vệ hắn, đối với nhà hắn tộc hội có lợi ích to lớn. Đối với địa ngục chi chủ lời nói, Lạc Nam Thiên lại là tin tưởng không nghi ngờ. Nghe được lời nói của Lạc Nam Thiên, Minh Tuyệt biến sắc, sát khí trên người lặng yên tán đi, hắn biết rõ Lạc Nam Thiên chủ nhân đáng sợ, đây không phải là hắn có thể đủ trêu chọc tồn tại, chí ít ở cửu u địa ngục là như thế. Đừng nói hắn, chính là Vân Linh lão nhân đáy mắt chỗ sâu cũng hiện lên ánh sáng. Ngay sau đó nhìn về phía Minh Tuyệt nói, Minh Tuyệt, cho lão hủ một điểm mặt mũi, việc này tạm thời đến đây thì thôi, cửu u ma cốc sắp mở ra. Minh Tuyệt cốc chủ nhìn thật sâu Vân Linh lão nhân một cái, cuối cùng cắn răng nói, tốt. Bất quá, lần sau gặp gỡ hắn, ai mặt mũi cũng không tốt dùng. Ai cũng không thể nghĩ đến, Vân Linh lão nhân vậy mà lại thay Tiêu Phàm cầu tình. Túy ông cùng Lạc Nam Thiên hai người nhìn nhau, cuối cùng đi đến một bên. Tất nhiên Vân Linh lão nhân mở miệng, Minh Tuyệt cốc chủ tự nhiên không dám tiếp tục động thủ. Chỉ là này mối thù giết con, Minh Tuyệt chắc chắn sẽ không như vậy bỏ qua. Hiện tại buông tha Tiêu Phàm một mạng, là hắn bất đắc dĩ mà làm. Tiêu Phàm thần sắc như thường, thậm chí có chút mất mát, hắn cũng không e ngại Minh Tuyệt, nguyên bản đã chuẩn bị kỹ càng cùng Minh Tuyệt đại chiến một trận, thử một chút phân thân thái cổ thực lực. Ai biết bị Vân Linh lão nhân cho ngăn trở. Tiêu Phàm hướng về phía Vân Linh lão nhân khẽ gật đầu, mặc dù hắn đối Vân Linh lão nhân cảm giác hết sức cổ quái, nhưng đối phương giúp hắn nói chuyện, hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Hắn có thể bất tử, nhưng những người này đây, Minh Tuyệt trong lòng kìm nén một hơi, hắn không thể giết Tiêu Phàm, nhưng không chuẩn bị buông tha cái kia 300 người. Những người này không có tiến vào trận pháp bên trong, chính là vi phạm ý nguyện của bọn hắn, đáng chết. Bọn họ đều là ta người, người muốn động tay, ta phụng bồi. Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại, một bước bước ra, xuất hiện ở cái kia 300 người trước người.
Cái kia 300 người ánh mắt hơi hơi sáng lên, dường như thấy được hy vọng sống sót, vẻ mặt cảm kích nhìn Tiêu Phàm. Bọn họ dĩ nhiên ngông nghênh khí thế, có thể đã có thể duy trì bản tâm, lại có thể sống sót, cái này lại cớ sao mà không làm đây. Huống chi, Tiêu Phàm ở thời điểm này còn có thể nghĩ đến bọn họ đương nhiên sẽ không hủy đi Tiêu Phàm đài. 300 người giờ phút này lại là đồng thời dựa sát vào tới, đứng ở Tiêu Phàm sau lưng, một bộ nhất trí đối ngoại tư thế. Người nghĩ bảo bọn họ, giữ được sao? Minh Tuyệt cười lạnh. Hắn buông tha Tiêu Phàm một lần, có thể sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm lần thứ hai, hắn giờ phút này thế nhưng là hận không thể Tiêu Phàm đứng ra ngăn cản đây. Không thử một chút làm sao biết đây? Tiêu Phàm con người vô cùng kiên định, một bước không rời đứng ở đám người trước người. Trong lúc nhất thời, chàng diện lần nữa lâm vào trạng thái giằng co. Diêm La đúng không, những người này ngươi mang đi à? Thật lâu, một đạo âm thanh thiên nhiên thanh âm phá vỡ cục diện bế tắc, mở miệng lại là thần điện thần chủ Đế Phi. Nghe được thanh âm này, toàn trường tu sĩ hơi hơi kinh ngạc. Đầu tiên là Túy Ông cùng Lạc Nam Thiên thay Tiêu Phàm nói chuyện, sau đó lại là Vân Linh lão nhân hỗ trợ cầu tình, cái này đã để Tiêu Phàm địa vị vô hạn cất cao. Nhưng hiện tại, liền lạnh lùng như băng Đế Phi, vậy mà cũng đứng ở Tiêu Phàm một phương, cái này khiến đám người làm sao bình tĩnh đây. Minh Tuyệt sắc mặt âm tình bất định, trong lúc nhất thời không biết phải làm sao. Tiêu Phàm nghe được Đế Phi thanh âm, luôn cảm giác thanh âm này 10 điểm quen tai, con người hướng về Đế Phi nhìn hồi lâu, đôi tròng mắt kia, Tiêu Phàm tựa như ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn liền là nghĩ không ra. Trầm mặc chốc lát, Minh Tuyệt vẫn không có mở miệng. Hiển nhiên là chấp nhận Đế Phi lời giải thích. Cái kia 300 người trên mặt lộ ra vẻ kích động, bọn họ tựa như ở quỷ môn quan dạo qua một vòng đồng dạng, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn đầy vô tận cảm kích. Chư vị, ta Thiên Kỳ các cáo từ, chúc các vị thắng ngay từ trận đầu. Đột nhiên, Lạc Nam Thiên hướng về phía đám người chắp tay một cái nói. Ngay sau đó hắn cho Tiêu Phàm một ánh mắt, quay người liền chuẩn bị rời đi. Ta Hoàng Tuyền Điện cũng tạm thời cáo từ, chúc các vị thắng ngay từ trận đầu. Một cái khác hoàng bào lão giả cũng hơi hơi chắp tay, không chút do dự rời đi nơi đây. Tiêu Phàm nghe vậy, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn không biết những đại lão này tụ tập cùng một chỗ muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải một kiện đơn giản sự tình. Chỉ bất quá, Thiên Kỳ các cùng Hoàng Tuyền Điện cũng không tính tham gia, cho nên cần rời đi sớm. Lạc Nam Thiên cho hắn nháy mắt. Hiển nhiên cũng là nghĩ nhường hắn đi theo rời đi. Nhưng Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào Túy Ông trên người, Túy Ông cho hắn một ánh mắt, cũng đang ra hiệu lấy hắn rời đi, chuyện nơi đây, không phải hắn có thể đủ tham dự. Lão sư không đi, Tiêu Phàm trong bóng tối cho Túy Ông truyền âm nói. Ta không thể đi, ngươi mau cùng Lạc Nam Thiên rời đi nơi này. Túy Ông hồi đáp, sợ Tiêu Phàm lo lắng, hắn lại bổ sung một câu, ngươi yên tâm. Vi sư đã đột phá thánh tôn cảnh, chí ít tự vệ là không có vấn đề. Vân Linh bọn họ đang mưu đồ cái gì? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, trong lòng của hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ. Không thể nói, Túy Ông không có nói cho Tiêu Phàm, chỉ là nhường hắn mau rời khỏi, không thể tiếp tục trì hoãn. Tiêu Phàm lại làm sao có thể nhường Túy Ông một thân một mình mạo hiểm đây? Huống chi? Hắn vừa rồi thế nhưng là nghe được Vân Linh lão nhân nói qua cửu U Ma Cốc muốn mở ra, hắn đối cửu U Ma Cốc cũng 10 điểm có hứng thú, tự nhiên không có khả năng rời đi. Lạc Nam Thiên, Tiêu Phàm đột nhiên nhìn về phía chuẩn bị rời đi Lạc Nam Thiên nói. Lạc Nam Thiên ngừng thân hình, hơi hơi thi lễ, cung kính nói, không biết đại nhân còn có chuyện gì. Đem những cái này người đều mang đi, Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, tất nhiên hắn lựa chọn lưu lại. Hơn nữa không biết tương lai sẽ gặp gỡ nguy hiểm gì, vậy dĩ nhiên không thể để cho Như Hy bọn họ đi theo. Còn có cái kia 300.400 cái tu sĩ, Tiêu Phàm cũng làm cho Lạc Nam Thiên cùng nhau mang đi. Tốt, để Tiêu Phàm không nghĩ tới chính là, Lạc Nam Thiên rất sảng khoái đáp ứng. Sư tôn, ta không đi, nhưng mà lúc này, Như Hy lại là đột nhiên đi tới Tiêu Phàm trước người, ánh mắt kiên định lạ thường, nàng lựa chọn lưu lại. Ta cũng không đi, băng thiền cung chủ ngữ khí 10 điểm bình tĩnh, nhưng nàng vẫn là lựa chọn đứng ở Tiêu Phàm một bên, cùng Tiêu Phàm cùng chung nguy nan. Đầu trâu mặt ngựa cùng Hắc Hổ Quỷ Vương ba người một trận do dự,
cuối cùng ba người đều đi tới Tiêu Phàm bên người, đại nhân, chúng ta cũng không đi. Tiêu Phàm nhìn thật sâu mấy người một cái, cuối cùng gật đầu một cái, hướng về phía Lạc Nam Thiên khoát khoát tay. Lạc Nam Thiên hướng về phía Tiêu Phàm cúi đầu, ngay sau đó mang theo hắn người, cùng cái kia 300.400 cái tu sĩ rời đi. Những người khác cổ quái nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ người còn nhìn không ra, lưu lại nơi này lúc nào cũng có thể ngay cả mạng đều không sao. Điểm ấy nhãn lực đều không có, lưu lại cũng là muốn chết. Minh Tuyệt nhìn thấy Tiêu Phàm không có, trên mặt lộ ra nét cười nghiền ngẫm, một bộ ăn chắc Tiêu Phàm dáng vẻ. Tiêu Phàm mang theo Như Hi bọn họ đi tới Túy Ông bên người, Túy Ông bên người còn mang theo 6-7 tu sĩ, từng cái cũng là thánh đế cảnh đỉnh phong tu vi. Thực lực như vậy, nếu là đặt ở thái cổ thần giới, đã có thể quét ngang mảng lớn. Nhưng ở chỗ này, lại là quá yếu, thật không nghĩ tới Vân Linh lão nhân cùng Minh Tuyệt bên cạnh bọn họ, đều là bán bộ thánh tôn cảnh thuộc hạ A. Người nhà, vẫn là như thế cố chấp, Túy Ông hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái. Trong giọng nói mặc dù là trách cứ, nhưng không ngừng lộ ra lo lắng. Lão sư, yên tâm đi, không có chuyện gì. Tiêu Phàm cười nói. Ầm ầm, nói xong, chân trời đột nhiên một trận rung động, nguyên bản hào quang vạn đạo, dị sắc liên miên hư không, trong phút chốc mây đen dày đặc, cực kỳ kinh khủng. Thiên khung phía trên, sấm sét vang dội, ma khí quay cuồng, giống như tận thế cảnh. Lúc này, chân trời bỗng xuất hiện một đạo to lớn khe hở. Tựa như thiên khung đã nứt ra đồng dạng, vô tận hư vô loạn xạ mà ra. Toàn trường tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem không trung, ánh mắt bên trong còn mang theo nồng nặc chờ mong. Đây là, Hắc Hổ Quỷ Vương thấp giọng kinh hô, ẩn ẩn đoán được một loại khả năng. Cửu U Ma Cốc xuất thế, Túy Ông khẽ nói một tiếng, trong giọng nói đều là vẻ ngưng trọng. Túy Ông lời nói, giống như một đòn trọng kích nện ở Tiêu Phàm trong đầu. Cửu U Ma Cốc liền mở ra, không phải nói phải cần một khoảng thời gian sao, hắn mặc dù đột phá đến bán bộ thánh tôn cảnh, có thể vẫn không có làm tốt cùng tranh đoạt năm cái kia danh ngạch chuẩn bị. Hắn Tiêu Phàm muốn rời khỏi, cũng không cần khôi phục nhục thân, có thể Túy Ông cần A. Bất kể như thế nào, Tiêu Phàm đều muốn thay Túy Ông tranh đoạt một cái rời đi cửu U địa ngục danh ngạch. Tập trung ý chí, Tiêu Phàm mắt không chấp hướng về thiên khung. Chỉ thấy đạo kia khe hở càng lúc càng lớn, tựa như toàn bộ thương khung xếp hai nửa một dạng. Một cỗ hoảng sợ chi uy từ thông thiên liệt phùng bên trong lan tràn ra, cửu u địa ngục vô số sinh linh không chịu nổi cỗ kia uy áp, nhao nhao nằm dạp trên mặt đất. Mặc cho bọn họ làm sao kim đâm, đều không phản kháng được mảy may. Theo kẽ hở mở rộng, nằm sấp trên mặt đất tu sĩ càng ngày càng nhiều, đám người thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Tựa như chỉ có nằm dạp trên mặt đất, mới có thể làm dịu đáng sợ kia áp lực. Từ từ, thần vương cảnh tu sĩ quỳ xuống, ngay sau đó, đại đế cảnh tu sĩ cũng gục xuống. Không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, trong thiên hạ, bán bộ thánh tôn cảnh tu vi trở xuống tu sĩ, tất cả đều tê liệt trên mặt đất, há mồm thở dốc, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Dù cho bán bộ thánh tôn cảnh, cũng đỉnh lấy một cỗ cường đại uy áp. Miễn cưỡng có thể đủ đứng thẳng. Túy Ông bên người những cái kia thánh đế cảnh đỉnh phong tu sĩ, nếu là không có Túy Ông hỗ trợ, bọn họ đoán chừng đã sớm quỳ xuống. Khó trách địa ngục chi chủ nói, chỉ có thánh tôn cảnh mới có thể tranh đoạt tư cách kia, chỉ là cỗ lực áp bách này, thánh tôn cảnh phía dưới người, muốn hành động đều hết sức gian nan. Tiêu Phàm trong lòng hết sức ngưng trọng. Loại đáng sợ này lực lượng, hắn còn là lần đầu tiên cảm thụ qua. Đồng thời, Tiêu Phàm nội tâm cũng hết sức tò mò, cửu U Ma chủ đến cùng ở trong thế giới của hắn bố trí thứ gì, liền bán bộ thánh tôn cảnh đều kém chút quỳ xuống. Kinh ngạc sau, Tiêu Phàm vừa sợ thán cửu U Ma chủ thực lực, dù cho đạt đến cảnh giới bây giờ, Tiêu Phàm cảm giác mình ở cửu U Ma chủ trước mặt, vẫn như cũ giống như run rế. Lão sư cùng cửu U Ma chủ bọn họ, đến cùng đạt đến cảnh giới nào? Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Hắn có chút không dám tưởng tượng. Ong ong Tiêu Phàm thất thần thời khắc, vô số hào quang đột nhiên tại hư không nở rộ, chỉ thấy Vân Linh lão nhân bố trí trận pháp kia màn sáng, đột nhiên trong nháy mắt nổi liếm, hóa thành quang cầu, rơi vào Vân Linh lão nhân trong tay. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, hắn đã sớm biết Vân Linh lão nhân không phải vật gì tốt, bây giờ quả nhiên ứng nghiệm. Đột nhiên,
Tiêu Phàm lại nghĩ tới một loại khả năng, con người bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi nói, nguyên pháp thôn thiên trận, hắn đây là muốn rút ra hơn 100 vạn tu sĩ lực lượng. Cũng khó trách Tiêu Phàm khiếp sợ như vậy, nguyên pháp thôn thiên trận tác dụng, không phải liền là cưỡng ép rút ra trận pháp bên trong sinh linh lực lượng, đến tăng cường bản thân thực lực sao? Bây giờ hắn đem hơn 100 vạn tu sĩ đều vây ở trận pháp bên trong, nếu như đồng thời rút ra những người này lực lượng, lại sẽ đạt tới hạng gì cấp độ? Vân Linh lão nhân đến cùng muốn làm cái gì? Tiêu Phàm trong lòng hết sức hiếu kỳ. Phàm Nhi, chờ chút các ngươi theo ở bên cạnh ta. Túy ông hết sức ngưng trọng nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tốt, lão sư, Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn không có hỏi thăm Túy ông cái gì, Túy ông nếu như muốn nói cho hắn, vừa rồi liền sẽ không cự tuyệt trả lời hắn. Đầu trâu mặt ngựa cùng hắc hổ quỷ vương trên mặt bọn họ cũng vô cùng ngưng trọng, một cỗ cực kỳ cảm giác bất an bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Bất quá, mấy người một lần này lại không có sợ hãi, con người kiên định lạ thường, cái này khiến Tiêu Phàm cũng không khỏi lau mắt mà nhìn. Thật lâu, chân trời khe hở rốt cục ổn định lại, cuồn cuộn ma khí từ trong cái khe tuôn ra, tạo thành một đạo thông thiên ma trụ. Ma trụ xoay quanh mà xuống, giống như một căn thật lớn vân tay, không ngừng hướng phía dưới đại địa chui. Chỉ một lát sau thời gian, thông thiên ma trụ liền cùng đại địa nối liền cùng một chỗ, giống như một căn kình thiên đại trụ, hướng về thiên khung không rơi xuống. Ở ma trụ chung quanh, vô số ma ảnh loạn vũ, xoay quanh thành một mảnh to lớn ma vân, khiến cho cửu u địa ngục thương khung biến phải càng thêm ảm đạm ô quang. Hô, cũng đúng lúc này, một bóng người đạp không mà lên, trực tiếp hướng về cái kia thông thiên ma trụ bay đi. Là Vân Linh lão nhân, đầu trâu thấp giọng hô nói. Đi, gần như đồng thời, xa xa Minh Tuyệt Cốc chủ khẽ quát một tiếng, lấy tay vung lên, liền mang theo Minh Tuyệt Cốc một đám thuộc hạ hướng về thông thiên ma trụ bay đi. Tiêu Phàm ánh mắt không tự chủ được dừng lại ở trong đó một bóng người bên trên, người kia không phải người khác, chính là Thần Phong Minh Vương. Chúng ta cũng đi, Thiên Uyên quỷ chủ ý vị thâm trường nhìn Túy ông bọn họ phương hướng một cái, cũng mang theo một đám hắc bào nhân đạp không mà lên. Lão sư, ngày đó Uyên ma chủ thuộc hạ thập hung quỷ sát không phải đã chết rồi sao, những người áo đen kia là. Tiêu Phàm cau mày. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, bản thân mấy người bị thập hung quỷ sát đuổi giết tràng cảnh, dường như hôm qua. Mà bây giờ, Tiêu Phàm 10 điểm tự tin, lấy hắn thực lực, chém giết cái kia thập hung quỷ sát, như cắt cỏ giới. Thậm chí hắn hoài nghi, Túy ông cho tới nay đều không có chân chính phát huy toàn lực, bằng không mà nói, Túy ông lại làm sao có thể ở trong thời gian ngắn như vậy bên trong đột phá thánh tôn cảnh đây. Thiên hạ năm đại thế lực chi chủ, ai lại không có một chút nội tình đây. Túy ông khẽ lắc đầu, con người nhìn qua Thiên Uyên quỷ chủ rời đi phương hướng, tinh quang lập lòe. Đáng tiếc Túy ông đi tới cửu u địa ngục chỉ có mấy ngàn năm thời gian, bằng không mà nói, hắn há lại sẽ so năm đại thế lực chi chủ yếu đây. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, hắn nghe được Túy ông trong giọng nói một cái khác trọng ý nghĩ, hiện tại bọn hắn nhìn thấy, đều chưa hẳn là Thiên Uyên chi chủ toàn bộ lực lượng. Bọn họ khẳng định còn ẩn giấu đi mặt khác cường đại lực lượng, chỉ có ở thời khắc quan trọng nhất mới có thể lấy ra. Tiêu Phàm trong lòng có chút lo lắng, Túy ông nếu như chỉ có trước mắt những lực lượng này, như vậy há lại năm đại thế lực chi chủ đối thủ. Đều đi vào, chúng ta cũng nên đi. Túy ông lấy tay vung lên. Một vệt sáng mang theo đám người đạp không mà lên, bay thẳng thông thiên ma trụ đi. Đang bay về phía thông thiên ma trụ quá trình bên trong, Tiêu Phàm con người hơi hơi co rụt lại, hắn lờ mờ nhìn thấy, trong bóng tối lại có tốt mấy bóng người hướng về thông thiên ma trụ bay đi. Kia liền là địa ngục chi chủ nói tới che giấu thánh tôn cảnh. Tiêu Phàm âm thầm trầm giọng nói. Nhiều như vậy thánh tôn cảnh, Túy ông muốn chiếm lấy trong đó một cái danh ngạch, sợ là khó hơn. Nhưng mà, để Tiêu Phàm kinh ngạc là, Túy ông thần sắc như thường, hoàn toàn không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như hắn đã sớm biết những người kia tồn tại. Tiêu Phàm thấy thế, âm thầm cắn răng, nói, lão sư, ta nhất định sẽ giúp ngươi lấy được tư cách này. Bất chi bất giác, Tiêu Phàm bọn họ cũng đã tiến nhập thông thiên ma trụ bên trong, bốn phía cuồn cuộn ma khí lượn lờ, Tiêu Phàm bọn họ ngũ giác cùng lục thức đều bị một loại lực lượng quỷ dị cho phong bế một dạng. Mặc dù hắn biết rõ Túy ông đám người liền ở bên người, nhưng chính là không cảm ứng được. Phàm Nhi, lời kế tiếp, người phải tất yếu ghi nhớ.
Cũng đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên ở Tiêu Phàm trong đầu vang lên. Lão sư, Tiêu Phàm sững sờ, không chờ hắn mở miệng, Túy Ông ngữ không kinh chết người không thôi nói, Vân Linh hắn nghĩ muốn giết Thiên. Giết Thiên, nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm như bị điện giật, trực tiếp cứng ngắc tại nguyên chỗ. Sinh thời, hắn còn là lần đầu tiên nghe được hai chữ này. Thiên biết bao thần bí, có thể nhìn thấy, nhưng không sờ được, hắn có thể nói là căn bản không tồn tại, lại như thế nào có thể giết nó đây? Chờ, Thiên Hữu chi nhân, Thiên Đố chi nhân, Thiên nếu như không tồn tại, thế nào Thiên Hữu cùng Thiên Đố? Tiêu Phàm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, Thiên có lẽ thật tồn tại. Thiên địa tất nhiên có thể phù hộ người khác, lại sẽ ghen ghét người khác, khả năng đủ chân thực tồn tại, có vẻ như cũng không có gì lớn. Giờ khắc này, Tiêu Phàm hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không chờ hắn suy nghĩ nhiều, Túy Ông thanh âm dồn dập lại ở hắn bên tai vang lên. Nếu như hắn thành công cũng được, cái kia tất cả đều vui vẻ, nhưng nếu là thất bại, ngươi nhất định trước tiên phải rời đi, ta sẽ cho ngươi tranh thủ thời gian. Túy Ông ngữ khí nói rất nặng. Tiêu Phàm nhận biết Túy Ông qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Túy Ông ngưng trọng như thế. Trong lòng của hắn có loại nhàn nhạt bất an, còn muốn hỏi thăm Túy Ông một vài thứ, có thể quanh người hắn loại kia áp lực đã biến mất không thấy gì nữa, cảnh sắc trước mắt cũng trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa rất lớn. Khi hắn lần nữa nhìn về phía Túy Ông lúc, lại là phát hiện Túy Ông hết sức trịnh trọng đối với hắn gật đầu. Tiêu Phàm không biết vì Túy Ông vì sao hiện tại không cùng hắn nói, sợ người khác nghe được, hoàn toàn có thể truyền âm A. TRUENCUATUI VN đột nhiên, Tiêu Phàm nghĩ tới một loại khả năng. Thiên số, không thể nói. Cái kia giết Thiên sự tình, có phải hay không càng không thể nói sao? Lần trước chân trời bỗng trời u ám sự tình, Tiêu Phàm còn rõ mồn một trước mắt. Mà vừa rồi bọn họ xuyên qua thông thiên ma trụ một sát na kia, có lẽ có một loại nào đó sức mạnh kỳ diệu, có thể ngăn cách thiên bát, cho nên Túy Ông mới ngắn gọn nói với hắn một lần. Tiêu Phàm thở sâu, tập trung ý chí đánh giá cảnh tượng trước mắt, sau một khắc, con người của hắn lại bỗng nhiên co rút lại một chút. Chỉ thấy trước mắt của hắn, là một cái sâu không thấy đáy cuồn cuộn thâm uyên, chung quanh từng đạo to lớn hư ảnh vần quanh, tựa như từng tòa nguy nga sơn phong đứng vững. Cái kia vô số tòa ma nhạc, vây quanh trung ương thâm uyên, đám người có loại bị giam cầm ở nào đó một vùng không gian bên trong cảm giác. Cho dù là bọn họ bán bộ thánh tôn cảnh thực lực, cũng bắt 10 điểm mơ hồ. Nhìn kỹ, cái kia thâm uyên tựa như một cái mênh mông vòng xoáy màu đen, đang ở chậm rãi xoay tròn. Hút đám người không khỏi thở sâu, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, toàn thân tóc gáy dựng lên. Thân thể của bọn hắn chính đang chậm rãi rơi xuống, như có một loại lực lượng quỷ dị đang lôi kéo, dù cho Túy Ông bảo hộ lấy bọn họ cũng không ngăn cản được cỗ kia lôi kéo lực lượng. Ở nơi này cuồn cuộn vòng xoáy trước mặt, Tiêu Phàm bọn họ cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, giống như giọt nước trong biển cả. Bọn họ ở đó, lúc này, Như Hy kinh khiếu thanh âm vang lên. Tiêu Phàm bọn họ theo Như Hy ánh mắt nhìn tới. Lại là nhìn thấy nơi xa lơ lửng lần lượt từng bóng người, Minh Tuyệt Cốc chủ, Thần chủ Đế Phi, Thiên Uyên Quỷ chủ, Thiên Diện Nhân Vương đám người tất cả đều xuất hiện. Thậm chí, còn có một số xa lạ bóng đen, người không nhiều, nhưng từng cái khí thế cường hoành. Những người này, đều mang một đám thuộc hạ đứng ở vòng xoáy khu vực biên giới. Mà vòng xoáy chính trung ương trên không, lại là đứng đấy một lão giả hai tay vác sau lưng. Trong suốt tóc trắng tại hư không phiêu động, quanh thân trán phóng nhàn nhạt huỳnh quang, tiên phong đạo cốt. Lão giả không phải người khác, chính là Thiên Thượng Linh Phong phong chủ Vân Linh lão nhân. Vân Linh lão nhân lăng không mà đứng, hắn cùng với người khác khác biệt, thân ảnh của hắn ổn định tại hư không, cũng không có hạ xuống, tựa như vòng xoáy kia lực lượng không làm gì được hắn một dạng. Không hổ là cửu địa ngục thiên hạ đệ nhất nhân. Tiêu Phàm trong lòng thầm than. Vân Linh lão nhân tán phát cỗ khí thế này, có thể so sánh Túy Ông bọn họ những cái này thánh tôn cảnh mạnh mẽ hơn quá nhiều. Bắt đầu, Túy Ông mắt lộ ra tinh quang, ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Tiêu Phàm bọn họ cũng nhìn chằm chằm cửu tiêu phía trên, lại là nhìn thấy, vô số khói đen cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo to lớn ma ảnh, xa xa nhìn tới, tựa như một tôn to lớn khô lâu vương. Khô lâu vương,
Tiêu Phàm kém chút kinh hô mà ra, trước mắt cái này Khô Lâu Vương, nhưng hắn trong nháy mắt liên tưởng đến cửu U Ma chủ từ trong ngủ mê tỉnh lại một khắc này. Hai tôn này Khô Lâu Ma Ảnh, nhìn qua giống như đúc. Thậm chí, lúc này Khô Lâu Ma Ảnh, nhìn qua càng thêm khủng bố khiếp người, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Khô Lâu Ma Ảnh càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng ngưng thực, khí thế so sánh Vân Linh lão nhân cũng chắc chắn mạnh hơn. Cảm nhận được Vân Linh lão nhân trên người bá đạo sát ý, Tiêu Phàm mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái, Vân Linh lão nhân muốn giết thiên, chẳng lẽ cái này Khô Lâu Ma Ảnh chính là thiên? Tiêu Phàm kinh dị không thôi, bất quá rất nhanh, Vân Linh lão nhân liền xác nhận ý nghĩ của hắn. Chiến, Vân Linh lão nhân khẽ quát một tiếng, trên người hắn, chán phóng hết sức khí tức kinh khủng, khí thế phảng phất ngưng tụ tới đỉnh phong. Bỗng nhiên, Vân Linh lão nhân thân hình tại chỗ biến mất, một trường hướng về Khô Lâu Ma Ảnh giận đập đi. Bá đạo linh hồn trường cương tại hư không không ngừng biến lớn, khí thế hung mãnh vô địch, dường như có thể chấn vỡ một vùng ngân hà. Khô Lâu Ma Ảnh mặc dù nhìn qua mặt không biểu tình, nhưng nó cái kia trống rỗng song đồng, liền đã nhường hắn phát ra từ sâu trong linh hồn kiêng kỵ. Mắt thấy Vân Linh lão nhân trưởng cương đánh tới, Khô Lâu Ma Ảnh không chút hoang mang, một chảo giận vung mà ra, kéo theo vô số ma khí. Oanh, một tiếng ngột ngạt mà mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, giống như sét đánh ngang tai, đinh tai nhức óc, rất nhiều người không chịu nổi, trên mặt lộ ra thống khổ. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Vân Linh lão nhân cái kia bá đạo trưởng cương, ở Khô Lâu Ma Ảnh hung mãnh chảo cương phía dưới, phá thành mảnh nhỏ. Ma chảo càng là tốc độ không giảm mảy may, lần nữa hướng về Vân Linh lão nhân giận vung đi. Túy ông bọn họ thấy thế, không khỏi nhíu mày. Kích thứ nhất ở thế yếu, cái này cũng không ổn a. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Mặc dù hắn không biết giết thiên là có ý gì, nhưng hắn biết rõ, hai cái thế lực ngang nhau nhân vật sinh tử giao phong thời điểm, kích thứ nhất rất trọng yếu. Nếu như vừa bắt đầu trên khí thế có thể áp đảo đối thủ, hắn trên tâm lý liền sẽ chiếm cứ ưu thế. Mà kẻ yếu, tự nhiên là sẽ có thiếu hụt, cái này đối Vân Linh lão nhân mà nói, cũng không phải một cái tốt bắt đầu. Tiêu Phàm nội tâm mặc dù có chút bài xích Vân Linh lão nhân, nhưng túy ông đều hy vọng Vân Linh lão nhân thành công, hắn tự nhiên không nghĩ ngoài ý muốn nổi lên. Vạn nhất Vân Linh lão nhân thất bại, Tiêu Phàm không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng đối bọn hắn mà nói, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không chỉ Tiêu Phàm nghĩ như vậy, những người khác cũng cau mày, ánh mắt sáng quắc hướng về không trung. Khô Lâu Ma Ảnh ma chảo thế như trẻ tre, hung hăng chém về phía nhìn qua 10 điểm nhỏ bé Vân Linh lão nhân, rất nhiều người tâm đã thoát lên tới cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi xa, sợ bỏ qua cái gì. Ong ong đột nhiên, hư không vạn trượng hào quang nở rộ, chiếu sáng thiên địa, lấy Vân Linh lão nhân làm trung tâm. Vô số thần văn quét sạch mà ra, sao, ngưng tụ thành một cái to lớn phát sáng trận đồ. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, cái kia huyền diệu trận đồ ngưng tụ thành một loại lực lượng quỷ dị, phóng hướng chân trời Khô Lâu Ma Chảo. Một tiếng kinh thiên nổ vang, Vân Linh lão nhân dưới chân trận đồ ngưng tụ lực lượng, hóa thành một cái hồng hoang cự thú, nghịch thiên mà lên, nắm Khô Lâu Ma Ảnh Ma Chảo. Ma Chảo lộ ra cực kỳ bất lực, hóa thành cuồn cuộn ma khí bạo tán mà ra. Đám người nhìn thấy một màn này, không ít người trên mặt lộ ra vẻ kích động, bất quá túy ông trở thánh tôn cảnh cường giả lại là thần sắc không động. Đây chỉ là Khô Lâu Ma Ảnh một đòn mà thôi, bị Vân Linh lão nhân đánh nát, cũng không đại biểu cái gì. Nếu như liền chút thực lực ấy đều không có, Vân Linh lão nhân sao lại dám sát thiên đây? Tiêu Phàm kinh ngạc sau. Còn người lại là hướng về Vân Linh lão nhân dưới chân phát sáng trận đồ kia rất muốn kiếp trước thấy qua bát quái trận, phía trên tản ra tử sắc quang hoa. Vân Linh lão nhân đứng thẳng trận đồ màu tím bên trong, cả người đều nhuộm thành tử sắc, cho người ta một loại cực kỳ cảm giác không linh. Thần văn ngưng tụ thành trận đồ, còn có thể như vậy dùng. Tiêu Phàm như có điều suy nghĩ. Ở trong ấn tượng của hắn, thần văn xác thực có thể hóa thành đủ loại thần văn chi thuật công kích. Cũng tương tự có thể bố trí trận pháp, hình thành đặc định trận văn. Trận pháp cơ sở như trước vẫn là thần văn, mô phỏng thiên địa lực lượng quỹ tích vận hành. Nhưng là, trước mắt Vân Linh lão nhân thủ đoạn rõ ràng khác biệt, cái kia trận đồ liền tựa như một loại cổ pháp, hắn tùy thời có thể thi triển đi ra,
phát huy uy lực ở phía xa đơn độc thần văn chi thuật bên trên. Bỗng nhiên, Tiêu Phàm con người bên trong lấp lóe lấy hào quang màu đỏ ngòm, nghịch loạn chi đồng ẩn ẩn hiện lên, hắn nghĩ muốn nhìn thấu linh vân thủ đoạn của lão già này. Có lẽ, điều này có thể đưa cho chính mình một chút linh cảm, ngộ ra bản thân trận đồ. Phải biết, trong đầu hắn thế nhưng là có hoàn chỉnh vô trần bí điển, đây chính là thần văn cùng trận pháp tinh túy tập hợp. Từ khi Tiêu Phàm biết rõ vô trần thiên cung cường đại về sau, Tiêu Phàm đối vô trần bí điển cũng càng ngày càng coi trọng, một bước cũng không rơi xuống. Nếu là mình liền lãng phí như vậy vô trần bí điển, vậy liền quá có lỗi với chính mình. Mặt khác, Tu La truyền thừa bên trong cũng có một ít trận pháp ghi chép, nếu như đem hai loại truyền thừa tập hợp, phải chăng có thể sáng tạo ra bản thân trận đồ đây? Tiêu Phàm nhất tâm nhị dụng, trong đầu nhanh chóng suy tính lên. Nhục thân lĩnh ngộ ba loại nguyên tuyền, sát lục, hỗn độn, thời không, ba cái này loại sức mạnh ta vẫn luôn có chỗ lĩnh ngộ, nhưng có một loại lại bị ta không để ý đến. Tiêu Phàm trong lòng suy tư, cái kia chính là sinh tử. Chẳng biết tại sao, Tiêu Phàm trong đầu đột nhiên hiện lên một bộ quỷ dị bức họa, tựa như in vào hắn sâu trong linh hồn một dạng. Chỉ là từ khi hắn chủ tu nhục thân chi lực về sau, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của nó. Sinh tử luân hồi đồ, Tiêu Phàm não hải tổng trong nháy mắt hiện lên mấy chữ. Đã từng hắn ở chiến hồn đại lục đột phá chiến thần cảnh thời điểm, lĩnh ngộ ra một bộ bức tranh, tên là sinh tử luân hồi đồ. Sinh tử luân hồi đồ không biết bao nhiêu lần đã cứu tính mạng của hắn, cũng không biết có bao nhiêu người chết ở dưới nó, hắn còn nhờ vào đó lĩnh ngộ ra sinh tử hoàng tuyền lộ. Về sau đột phá thiên thần cảnh, sinh tử luân hồi đồ cùng hắn linh hồn hòa thành một thể. Cái này phúc đồ cũng liền bị hắn quên lãng. Nhưng hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, hắn phát hiện cái này sinh tử luân hồi đồ chính là một bộ giản dị bản trận đồ, mặc dù so với hiện tại hắn cảnh giới mà nói, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, đại đạo đơn giản nhất, sinh tử luân hồi đồ dĩ nhiên đơn giản thô ráp, nhưng hoàn toàn có thể trở thành bản thân ngưng tụ trận đồ căn bản. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm đại bộ phận tâm thần chậm rãi tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu. Vân Linh lão nhân có thành công hay không, hắn căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng, nơi nào có bản thân lĩnh ngộ trận văn trọng yếu. Lần này, có thể từ Vân Linh lão nhân trong công kích có chỗ dẫn dắt, Tiêu Phàm liền cảm thấy mình chuyến này không có đến không. Tuy ông nhìn thấy bên cạnh Tiêu Phàm thần sắc chất phác, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc, đốn ngộ. Dù cho Vân Linh lão nhân vừa mới đẩy lui khô lâu ma ảnh ma chảo, hắn đều không có như thế mừng rỡ. Lúc này, Túy ông ánh mắt lần nữa rơi ở xa xa Vân Linh lão nhân cùng khô lâu ma ảnh trên người. Khô lâu ma ảnh ma chảo bị Vân Linh lão nhân chấn vỡ, tựa như chọc giận khô lâu ma ảnh, thiên địa ma khí quay cuồng, điên cuồng hướng về hắn vị trí hội tụ đi. Cái kia nguyên bản nhìn qua còn 10 điểm hư vọng ma ảnh, vậy mà trở nên càng ngày càng ngưng tụ. Đồng thời, nó khí thế trên người cũng biến thành càng thêm cuồng bạo. Vân Linh lão nhân chân đạp trận đồ, nhìn qua càng ngày càng siêu phàm nhập thánh, trắng như tuyết tóc dài trong gió cuốn lên, một chút cũng không có lão nhân già nua, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ ngang ngược cảm giác. Theo khô lâu ma ảnh khí thế tăng cường, Vân Linh lão nhân khí thế cũng đang kéo lên, tựa như cố ý khiêu khích khô lâu ma ảnh một dạng. Khô lâu ma ảnh tức giận. Dường như có một tiếng ngập trời gầm thét theo nó trong miệng gào thét mà ra, ma chảo tức giận vung vẩy mà ra, tựa như phát tiết bản thân vô tận phẫn nộ. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy vô số ma chảo rơi đập mà xuống, mỗi một đạo ma chảo đều cực kỳ khủng bố, hơn nữa một chảo so một chảo mạnh. Vân Linh lão nhân hai tay kết ấn, cái kia trận đồ màu tím bỗng quang mang hừng hực, từng đạo lưu quang từ trên trận đồ phóng lên tận trời, ngưng tụ thành một đạo quang trụ. Đem hắn bảo hộ ở trung ương. Rầm 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 từng tiếng nổ vang truyền ra, ma chảo một lần lại một lần đánh vào tử sắc quang trụ phía trên. Vừa bắt đầu tử sắc quang trụ coi như bình tĩnh, chỉ là run nhẹ nhẹ, có thể theo cái kia ma chảo công kích càng ngày càng bá đạo, tử sắc quang trụ cũng bắt đầu lay động. Trận đồ này mặc dù công thủ đều có, nhìn như 10 điểm hoàn mỹ, trên thực tế công không đột xuất, phòng không thấy được. Tiêu Phàm mặc dù đang lĩnh ngộ bản thân trận đồ, vẫn như trước chú ý Vân Linh lão nhân chiến đấu. Nếu là có thể tham khảo Vân Linh lão nhân lĩnh ngộ trận pháp sở trường, hắn có thể đủ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Đồng dạng,
nếu là có thể phát hiện trận pháp khuyết điểm, hắn cũng có thể kịp thời sửa lại tự thân nhược điểm. Trừ phi trận văn công thủ có thể đạt tới cực hạn, bằng không tốt nhất vẫn là lĩnh ngộ đơn nhất tác dụng trận đồ. Tiêu Phàm trong lòng như có điều suy nghĩ. Sinh tử luân hồi đồ cũng là công thủ đều có trận đồ, nhưng Tiêu Phàm bây giờ lại không thể nào làm được cực hạn. Không phải hắn làm không được, bất kỳ một cái nào trận pháp sư đều không thể nào làm được mức hoàn mỹ. Nói câu không khoa trương, Tiêu Phàm tại đồng bậc tu sĩ bên trong trận pháp tạo nghệ, tuyệt đối chưa có người có thể so sánh. Ta có được linh hồn miễn dịch năng lực, theo lý thuyết ta hẳn là lĩnh ngộ phòng ngự trận đồ, bất quá, ở trong cửu u địa ngục, ta cái kia công kích linh hồn miễn dịch năng lực, lại là nhận lấy rất lớn hạn chế. Tiêu Phàm trong lòng tính toán. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa, ta hiện trong khoảng thời gian ngắn đoán chừng chưa chắc có thể rời đi, đối mặt thánh tôn cảnh, linh hồn chi lực nhỏ yếu là ta nhược điểm lớn nhất, lĩnh ngộ một cái phòng ngự trận đồ, đối ta mà nói 10 điểm tất yếu. Có phương hướng, Tiêu Phàm trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trong đầu hắn có một bộ đơn sơ thần văn đồ, đúng là hắn lúc trước lĩnh ngộ sinh tử luân hồi đồ, giống như một tấm hai màu đen trắng thái cực đồ, âm dương ngư lẫn nhau quay quanh, không ai nhường ai. Vậy mà lúc này, cái kia màu đen âm ngư đột nhiên chậm rãi thu nhỏ, bạch sắc dương ngư không ngừng biến lớn, vẻn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, hắc sắc âm ngư liền bị bạch sắc dương ngư thôn phệ. Không, chuẩn xác mà nói, là hắc sắc âm ngư hóa thành một điểm đen, mà bạch sắc dương ngư lại lấp kín cả trương thái cực đồ. Mà cái này, vừa mới bắt đầu. Tiêu Phàm trong đầu màu trắng đen âm dương thái cực đồ, giờ phút này chỉ còn lại có trận đồ màu trắng, phía trên trán phóng nồng nặc sinh cơ. Cái này sinh cơ mặc dù rất yếu, nhưng lại đang từ từ tăng cường. Tử tế quan sát sẽ phát hiện, trận đồ màu trắng bên trong, tràn ngập từng đầu huyền diệu đường vân rất nhỏ, cũng rất nhiều, lít nha lít nhít, nhiều đến đếm không hết. Hơn nữa, cái kia đường vân còn đang không ngừng tăng nhiều, không ngừng biến hóa, nhưng chỉ có một điểm không thay đổi, kia liền là trận đồ sinh cơ cũng càng ngày càng đậm hơn. Ngoại giới, Khô Lâu Ma Ảnh điên cuồng công kích, Vân Linh lão nhân quanh thân tử sắc quang trụ rung động càng ngày càng lợi hại. Đám người tâm biến lần nữa trở nên khẩn trương lên, nếu như Vân Linh lão nhân trận đồ không kiên trì nổi, bọn họ không biết Vân Linh lão nhân còn có thủ đoạn gì nữa. Cái kia ma chảo một lần lại một lần gõ vào tử sắc quang trụ bên trên, mỗi một lần gõ, tựa như một đòn trọng chùy, hung hăng nện ở đám người ngực, để bọn hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Cũng may Vân Linh lão nhân thần sắc còn không tính bình tĩnh, cho mọi người đánh một tề thuốc trợ tim. Nhưng mà, ken két, từng tiếng giòn vang từ tử sắc quang trụ bên trên truyền đến, rậm rạp chằng chịt khe hở lan tràn trên đó, mắt thấy cái kia tử sắc quang trụ tùy thời đều chuẩn bị nổ tung lên. Đám người sắc mặt biến thành ngưng, lòng của bọn hắn, liền tựa như ngồi xe cáp treo đồng dạng, thay đổi rất nhanh. Nhưng cũng liền ở tử sắc quang trụ sắp bộc phát thời khắc, Vân Linh lão nhân trận đồ màu tím lại tách ra một đạo kim sắc hào quang. Kim sắc hà mang tựa như so tử sắc hà mang càng thêm ngưng tụ, phía trên thần văn cũng càng thêm huyền ảo, nguyên bản tử sắc trận văn cũng sáp nhập vào trong đó. Tử sắc quang trụ trong nháy mắt biến thành kim sắc, cột ánh sáng lực phòng ngự chợt tăng không chỉ gấp 2. Chỉ là, cái kia ma chảo công kích tựa như không biết mỏi mệt đồng dạng, càng hung mãnh hơn lên. Khô Lâu Ma Ảnh ở dung hợp càng nhiều ma khí về sau, trở nên càng ngày càng ngưng thực. Ma chảo uy lực còn đang tăng cường, hơn nữa tăng cường tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn tựa như không có cực hạn một dạng. Cứ tiếp như thế, Vân Linh lão nhân vẫn như cũ khó thoát thua kết quả. Còn thiếu rất nhiều a. Nơi xa, một đạo thở dài thanh âm vang lên. Lại là Thiên Uyên Quỷ Chủ thanh âm, quanh người hắn tràn ngập hắc sắc ma khí. Cùng cái kia Khô Lâu Ma Ảnh giống nhau đến mấy phần, bất quá cùng Khô Lâu Ma Ảnh hung uy so sánh, hắn hoàn toàn có thể không đáng kể. Những người khác nghe vậy, cũng âm thầm gật đầu, ai cũng có thể nhìn ra, cái kia Khô Lâu Ma Ảnh quá cường thế, tựa như căn bản không có ranh giới cuối cùng một dạng. Vân Linh lão nhân dĩ nhiên cường đại, nhưng nếu như chỉ có thủ đoạn như vậy, 8-9 phần 10 vẫn là muốn thất bại. Chân trời, Khô Lâu Ma Ảnh tựa như mất kiên trì. Nó vung ra vô số ma ảnh, đột nhiên ngưng tụ thành một cái che trời cự chảo, hung hăng đập xuống mà xuống. Quanh trận đồ kim sắc quang trụ dĩ nhiên cường đại, nhưng tại cái này che trời cự chảo phía dưới,
liền một cái hô hấp đều không ngăn trở, liền bạo tán mà ra. Bất quá, che trời cự trảo cũng đồng thời bạo tạc, hóa thành vô tận ma khí quét sạch bốn phương tám hướng. Nhưng mà vẻn vẹn mấy tức, cái kia vô tận ma khí lần nữa hội tụ ở trên Khô Lâu ma ảnh. Dạng này là không thể nào thành công, cái kia ma khí tiêu tán chốc lát lại sẽ một lần nữa hóa thành ma ảnh lực lượng, tiêu hao chỉ là Vân Linh bản thân thực lực. Minh Tuyệt Cốc chủ trầm giọng nói. Không chỉ hắn nhìn ra, những người khác có thể nhìn ra. Khô Lâu ma ảnh nhìn như không có bao nhiêu uy lực, liền Vân Linh lão nhân phòng ngự đều tốt hơn mấy lần công kích mới có thể công phá, thế nhưng là, nó lực bền bỉ xa không phải Vân Linh lão nhân có thể so sánh. Những ma khí kia tựa như mãi mãi cũng tiêu hao không hết, có thể Vân Linh lão nhân linh hồn chi lực, lại là có hạn. Tiếp tục như vậy xuống dưới, coi như hao tổn, Vân Linh lão nhân đều sẽ bị mài chết. Muốn chiến thắng cái kia Khô Lâu ma ảnh, trừ phi có thể tiêu hao hắn ma khí, bằng không là không thể nào thành công. Vân Linh lão nhân tựa như cũng ý thức được vấn đề này, trên mặt lần thứ nhất lộ ra ngưng trọng, hắn nhìn qua thần sắc bình tĩnh, nhưng trong lòng càng ngưng trọng lên. Đột nhiên, Vân Linh lão nhân lấy tay đánh ra từng đạo thủ quyết, sau một khắc, chuyện quỷ dị đã xảy ra. Chỉ thấy Vân Linh lão nhân dưới chân vòng xoáy khổng lồ bên trong, đột nhiên có đồ vật gì ở không ngừng lên cao, cái kia vòng xoáy màu đen cũng bắt đầu lay động. Đám người vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia vòng xoáy màu đen, không biết vì sao. Dù cho túy ông bọn họ cũng không ngoại lệ, hiển nhiên bọn hắn cũng đều không muốn biết phát sinh cái gì. Chỉ chốc lát sau, một cái sừng nhọn từ cái kia trong vòng xoáy xông ra, đám người nhìn chằm chằm, nghĩ trước tiên phải thấy rõ ràng cái kia là thứ gì. Một ngọn núi, có người kêu lên, trong giọng nói đều là kinh ngạc ý tứ. Một ngọn núi, tất cả mọi người ở đây đều cực kỳ không hiểu, vừa rồi Vân Linh lão nhân cử động, rõ ràng là hắn đem ngọn núi kia cho triệu hoán đến. Thế nhưng là, người triệu hoán một ngọn núi tới đây, thì có ích lợi gì chỗ đây? Các ngươi nhìn ngọn núi như cái gì? Lại có người kinh hô không thôi? Một ngọn núi còn có thể như cái gì, không phải liền là một ngọn núi sao? Người khác khịt mũi coi thường. Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy, ngọn núi này giống Thiên Thượng Linh Phong chủ phong, Thiên Nguyên Linh Phong sao? Trước đó người kia ngữ không kinh chết người không thôi nói. Những người khác văn ngôn, hô hấp trì trệ, con người bỗng nhiên rút thành một cây châm. Ở đây cơ hồ cũng là bán bộ thánh tôn cảnh tu vi, bọn họ đều được chứng kiến hùng vĩ Thiên Nguyên Linh Phong, tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Trước mắt ngọn núi này, chính là Thiên Nguyên Linh Phong, thậm chí vẫn như cũ có thể nhìn thấy Thiên Nguyên Linh Phong chung quanh mặt khác đỉnh núi hình dáng. Chỉ là cái kia chút sơn phong cũng chỉ có hư ảnh, không nhìn thấy chân thật bộ dáng, hơn nữa, cùng Thiên Nguyên Linh Phong nó ở nơi này mênh mông vòng xoáy trước mặt, nhìn qua lại có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Vân Linh lão nhân triệu hoán Thiên Nguyên Linh Phong tới đây làm cái gì? Như Hy 10 điểm không hiểu, bất quá trên mặt lại là hiện ra vẻ khiếp sợ. Hắc Hổ Quỷ Vương bọn họ cũng lộ ra nghi hoặc, nhìn chằm chằm này tòa đỉnh núi. Hắn nghĩ điều động Thiên Thượng Linh Phong lực lượng, Thiên Nguyên Linh Phong chỉ là một cái môi giới mà thôi. Tuy ông híp hai mắt, trong lòng lại bổ sung một câu, đây không phải pháp tôn thủ đoạn sao? Cái gì gọi là pháp tôn? Pháp tôn giả, cảm ngộ bảy thành trở lên bản nguyên chi lực, có thể ngưng tụ thánh tôn pháp chỉ, mỗi tiếng nói cử động, liền có thể đại biểu thiên địa. Nhưng Vân Linh lão nhân rõ ràng chỉ là phổ thông thánh tôn đệ tam trọng A, dù cho hắn đột phá cực hạn, cảm ngộ đến bốn thành bản nguyên chi lực, đó cũng chỉ là nguyên tôn mà thôi, khoảng cách pháp tôn còn có chênh lệch cực lớn. Giờ khắc này, túy ông nhìn về phía Vân Linh lão nhân ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Khó trách lão gia hỏa này dám làm như thế, nguyên lai hắn có được sức mạnh như vậy. Đồng dạng khiếp sợ còn có Minh Tuyệt Cốc chủ cùng thần chủ đế phi đám người, bọn họ thân làm thánh tôn cảnh, tự nhiên biết rõ Vân Linh lão nhân chiêu này bất phàm. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ nhìn về phía Vân Linh lão nhân ánh mắt càng ngày càng kiêng kỵ. Những người khác mặc dù không biết làm sao, nhưng bọn hắn biết rõ, có thể cách thông thiên ma chủ đem Thiên Nguyên Linh Phong triệu hoán đến nơi này. Thực lực như vậy lại làm sao có thể yếu đây? Chỉ chốc lát sau, Thiên Nguyên Linh Phong rơi vào Vân Linh lão nhân dưới chân, thần sắc như thường, đứng ở Thiên Nguyên Linh Phong đỉnh cao đứng chắp tay, giống như một tôn cái thế ma tôn. Cái kia hơi có vẻ gầy gò bóng lưng,
giờ phút này lại cho người ta một loại hết sức hùng vĩ cảm giác. Rốt cuộc phải làm thật sao? Có người khẽ nói, ánh mắt sáng quắc hướng về Vân Linh lão nhân, ánh mắt bên trong lộ ra nồng nặc chờ mong. Vân Linh lão nhân chân đạp thiên nguyên linh phong, hắn rõ ràng nhìn qua 10 điểm nhỏ bé, lại cho người ta một loại cao không thể chạm vĩ đại cảm giác. Đám người cách xa nhau 10 vạn dặm xa, vẫn như trước có thể cảm nhận được Vân Linh lão nhân trên người cái kia để cho người ta sợ hết hồn hết vía khí tức. Trước đó cùng Khô Lâu ma ảnh giao thủ, chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Cửu Tiêu phía trên, Khô Lâu ma ảnh tựa như căn bản không có quan tâm Vân Linh lão nhân khí tức trên thân, trong mắt của nó lạnh lùng như cũ, thâm thúy, để cho người ta không thể nắm lấy. Công kích giống nhau rơi xuống, chỉ là đem so với phía trước, uy lực lại phải lớn hơn mấy lần. Khô Lâu ma ảnh khí tức trên thân mặc dù không bằng Vân Linh lão nhân, nhưng nó một mực đều ở mạnh lên, tựa như không có điểm cuối cùng một dạng. Bất quá, một lần này Vân Linh lão nhân lại là không có tiếp tục thăm dò, một xuất thủ liền là có tính chất hủy diệt công kích. Chỉ thấy hắn bóp tay đánh ra một đạo thủ ấn, sau đó trong nháy mắt một điểm, một vệt sáng từ hắn vị trí bắn ra, lưu quang tốc độ rất nhanh, đang đến gần Khô Lâu ma ảnh quá trình bên trong không ngừng biến lớn. Xa xa đám người lờ mờ có thể nhìn thấy, đó là một căn cự chỉ, ẩn chứa phá thiên chi uy. Thương thiên một chỉ, Minh Tuyệt vẻ mặt nghiêm túc, kinh ngạc nhìn Vân Linh lão nhân. Mặt khác không ít người hiển nhiên cũng nhận ra một kích này, đây là Vân Linh lão nhân thành danh thủ đoạn, một đòn có được hủy thiên diệt địa chi uy. Năm đó, truyền văn Vân Linh lão nhân dựa vào một kích này, từng đánh chết không ít thánh tôn cảnh cường giả. Thương thiên một chỉ nghịch thiên mà lên, ở đụng tới Khô Lâu ma ảnh ma chảo lúc công kích, hoàn toàn thế như trẻ tre, ma chảo nhao nhao phá toái. Mà thương thiên chỉ một cái tốc độ lại không giảm mảy may, rất nhanh là đến Khô Lâu ma ảnh trước người, xuyên thủng Khô Lâu ma ảnh đầu. Sau một khắc, đám người kinh hãi nhìn thấy, Khô Lâu ma ảnh trực tiếp nổ tung, hóa thành vô tận ma khí phóng tới bốn phương tám hướng. Mà Vân Linh lão nhân không có cho hắn cơ hội thở dốc, dưới chân hắn thiên nguyên linh phong bỗng quang mang hừng hực, ngưng tụ thành một vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy điên cuồng cắn nuốt bốn phía hắc sắc ma khí, không cho Khô Lâu ma ảnh một lần nữa ngưng tụ cơ hội. Vân Linh lão nhân rốt cục khai khiếu, biết rõ muốn chém giết Khô Lâu ma ảnh, nhất định phải nuốt mất những cái này ma khí. Đám người lúc này mới phát hiện, Vân Linh lão nhân nguyên lai đã sớm biết tất cả những thứ này, chỉ là không biết Khô Lâu ma ảnh nội tình, trước hết thăm dò một chút mà thôi. Ầm ầm, theo hư không ma khí bị Vân Linh lão nhân thôn phệ, thiên địa phảng phất tức giận rồi, phát thành đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, cả mảnh trời khung đều mãnh liệt run bỗng nhúc nhích. Vân Linh lão nhân không để ý đến, thẳng đến tất cả ma khí đều bị hắn thôn phệ, lúc này mới dừng lại. Thắng, đám người kinh hãi không thôi. Bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ không biết Vân Linh lão nhân cụ thể muốn làm gì, nhưng bọn hắn biết rõ, Vân Linh lão nhân hẳn là muốn cùng người nào đó một trận chiến. Mà khi bọn họ nhìn thấy Khô Lâu ma ảnh thời điểm, bọn họ liền biết, Vân Linh lão nhân địch nhân chính là nó. Hiện tại, Vân Linh lão nhân hủy diệt Khô Lâu ma ảnh, cái này há chẳng phải là đại biểu Vân Linh lão nhân thắng. Đó là, đột nhiên, lại có người kêu lên sợ hãi, run rẩy nhìn lấy thiên khung. Đám người ngẩng đầu nhìn tới, lại là nhìn thấy Vân Linh lão nhân trên đỉnh đầu, phiến kia âm u hư không tựa như có đồ vật gì chậm rãi rơi xuống. Vừa bắt đầu hư ảnh kia lộ ra 10 điểm lờ mờ, nhìn ra không phải đặc biệt chân thực. Nhưng khi hắn hiển lộ ra thời khắc, đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Khô Lâu ma ảnh, lại là Khô Lâu ma ảnh. Vừa rồi cái kia Khô Lâu ma ảnh không phải là bị Vân Linh lão nhân giết chết sao, làm sao còn có mặt khác Khô Lâu ma ảnh. Hơn nữa một lần này, xuất hiện Khô Lâu ma ảnh xa xa không chỉ một cái, mà là bốn cái. Bốn cái Khô Lâu ma ảnh trên người tán phát khí tức, đều không kém gì trước đó một cái kia, thậm chí càng mạnh không ít. Quỷ dị chính là, trên người bọn họ khí thế cũng đang không ngừng kéo lên, tựa như vĩnh viễn không có cuối cùng một dạng. Một lần này phiền toái, đám người thay Vân Linh lão nhân bóp một dạng mồ hôi lạnh, coi như người Vân Linh lão nhân thực lực lại làm sao cường đại, cũng không khả năng là cái này Khô Lâu ma ảnh đối thủ a. Hơn nữa, Vân Linh lão nhân giết chết một cái về sau liền xuất hiện bốn cái,
cái kia giết chết bốn cái này về sau, có phải hay không lại sẽ xuất hiện càng nhiều đây? Đám người trong lòng hoàn toàn không có yên lòng, bọn họ rốt cuộc biết, vì sao năm đại thế lực chi chủ trước đó trao đổi đi ra về sau thần sắc sẽ ngưng trọng như thế. Dù cho mấy đại thế lực chi chủ nhìn thấy một màn này, cũng có chút kinh hồn táng đảm, hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn không có dự liệu được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bốn tôn khô lâu ma ảnh đồng thời ra tay giết hướng Vân Linh lão nhân, kinh khủng công kích so trước đó không muốn biết mãnh liệt gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà, Vân Linh lão nhân lấy một địch bốn vậy mà bộ lạc hạ phong, một màn này vượt quá mọi người dự kiến. Vân Linh lão nhân so tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, chỉ ít trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đám người nhìn thấy một màn này, nhịp tim cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Chỉ là tiếp xuống xuất hiện một màn, lại là làm cho tất cả mọi người đều lộ ra tuyệt vọng. Thiên khung phía trên, vậy mà lại xuất hiện một tôn khô lâu ma ảnh, hơn nữa cái kia khô lâu ma ảnh so vừa rồi cái kia bốn tôn khô lâu ma ảnh hình thể càng lớn hơn không chỉ một lần, khí tức trên thân càng là cường đại mấy lần. Tê một trận hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên, trái tim tất cả mọi người đều nhảy tới cổ họng. Cái kia khô lâu ma ảnh vừa mới xuất hiện, không có chút gì do dự, bá đạo ma chảo hung hăng đánh phía Vân Linh lão nhân. Vân Linh lão nhân mí mắt cũng là một trận cuồng loạn, quanh người hắn chán phóng ánh sáng vô lượng hoa, hóa thành năm cái cự thủ hướng về năm tôn khô lâu ma ảnh giết ra. Cự thủ cùng ma chảo đụng vào nhau, một lần này lại không có nổ tung, mà là lẫn nhau rằng co cùng một chỗ. Chặn lại, đám người kinh ngạc, Vân Linh lão nhân cường đại, triệt để kinh hãi đám người. Tiếp tục như vậy không ổn a, cái kia khô lâu ma ảnh khí thế đang tăng cường, mà Vân Linh lão nhân khí tức lại chậm rãi suy yếu. Đám người lo lắng không thôi. Hừ, Vân Linh lão nhân dường như thật sự nổi giận, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng, sau một khắc, hắn khí thế trên người lần nữa tăng vọt. Thiên Nguyên Linh Phong chán phóng vô số quang hoa, đám người có thể cảm ứng rõ ràng đến, có một cỗ bá đạo lực lượng ở trong đó cuồn cuộn, hướng về Vân Linh lão nhân trên người lan tràn. Oanh, Vân Linh lão nhân bỗng phát lực, đánh bay năm tôn khô lâu ma ảnh, trong đó bốn tôn so sánh tiểu nhân khô lâu ma ảnh tức thì bị hắn cự thủ đánh giết. Lớn nhất khô lâu ma ảnh cũng bị chấn động bay ra ngoài, bất quá nó không có kinh sợ, ổn định thân hình về sau, lần nữa hướng về Vân Linh lão nhân đánh tới. Để cho người ta tuyệt vọng là, hư không rốt cuộc lại đồng thời giáng xuống bốn cỗ khô lâu ma ảnh, hình thể cùng xa xa khô lâu ma ảnh một dạng. Hai cái đây là đang liều át chủ bài sao? Tiêu Phàm hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn nhìn qua xa xa một màn, trong lòng cảm thấy cổ quái không thôi. Vân Linh lão nhân không phải muốn giết thiên sao? Tất nhiên cái này khô lâu ma ảnh là thiên, vậy ngươi còn khách khí với hắn gì đây? Nếu là Tiêu Phàm, nhất định là toàn lực ứng phó, vô luận dạng gì khô lâu ma ảnh xuất hiện, trước hết giết lại nói, nơi nào sẽ cùng hắn thăm dò nhiều như vậy? Mượn nhờ thiên thượng linh phong toàn bộ sinh linh lực lượng, cũng mới miễn cưỡng đánh giết bốn cỗ tiểu khô lâu, còn chưa đủ a. Túy ông thở dài một hơi. Vừa rồi đó là thiên thượng linh phong sinh linh lực lượng. Tiêu Phàm hết sức kinh ngạc, nói, hắn có thể mượn lực. Lão sư, Vân Linh lão nhân là làm sao làm được? Tiêu Phàm hết sức tò mò, Vân Linh lão nhân là như thế nào mượn lực? Trong lòng của hắn đang nghĩ, tất nhiên Vân Linh lão nhân có thể mượn thiên thượng linh phong sinh linh lực lượng đối địch. Cái kia chính mình phải chăng có thể mượn vô tận thần phủ lực lượng đối địch đây? Túy ông đối Tiêu Phàm nghi hoặc, bình thường đều là biết gì nói nấy, nhìn qua nơi xa giải thích nói, người lần trước không phải muốn hỏi, cái gì là thiên số sao? Tiêu Phàm nhíu mày, cái này cùng thiên số có quan hệ gì đây? Hơn nữa, lần trước Túy ông còn 10 điểm kiêng kỵ thiên số, nói liên tục cũng không thể nói, nhưng bây giờ, hắn lại không chút kiêng kỵ nói ra, cái này khiến Tiêu Phàm 10 điểm không hiểu. Túy ông tựa như nhìn ra Tiêu Phàm trong lòng nghi ngờ, nói, Vân Linh hiện tại cuốn lấy tên kia, bây giờ nói nó cũng không quản được chúng ta. Ách, Tiêu Phàm hơi sững sờ. Tên kia, chẳng lẽ cái kia khô lâu ma ảnh thật là thiên? Túy ông lại là không để ý tới sẽ nhiều như thế, tiếp tục nói, tu sĩ đột phá đại đế cảnh thời điểm, sẽ từ từ dung luyện khí số, mà khí số, chính là tu sĩ bản thân. Mà khi tu sĩ khí số đạt tới cực hạn lúc, bình thường đều sẽ đột phá thánh tôn cảnh,
lúc này ít nhiều đều sẽ cảm ứng được thiên số tồn tại, thứ này mặc dù nhìn qua rất hư miểu, nhưng kỳ thật có thể gián tiếp cảm ứng được. Làm sao gián tiếp cảm ứng? Tiêu Phàm lập tức hứng thú, thần sắc cũng sẽ không như vậy ngốc trệ. Điều kiện tiên quyết là ngươi chính là thế lực chi chủ, làm ngươi trưởng quản thế lực, có nhiều hơn một nửa người kính phục ngươi, kính yêu ngươi thời điểm, trên người của ngươi liền sẽ nhiều một loại lực lượng đặc biệt, loại này lực lượng hết sức rõ ràng, hơn nữa ngươi có thể điều động, Vân Linh mượn nhờ đúng là cỗ này lực lượng. Túy ông giải thích nói. Chiếu lão sư nói như vậy, cái kia Vân Linh lão nhân vẫn rất thụ thiên thượng linh phong tu sĩ kính yêu. Tiêu Phàm lộ ra như nghĩ tới cái gì. Cũng không hẳn vậy, mặc dù Vân Linh trên một điểm này làm tương đối tốt. Túy ông lắc lắc đầu nói, hắn sở dĩ có thể điều động cỗ này lực lượng, là dùng một loại khác phương pháp, kia liền là thánh tôn pháp chỉ. Tiêu Phàm biết rõ thánh tôn pháp chỉ uy lực, ngôn xuất pháp tùy, điều động thiên thượng linh phong vạn linh lực lượng, cũng không phải là việc khó gì. Có được thánh tôn pháp chỉ hắn, cưỡng ép rút ra thiên thượng linh phong sinh linh lực lượng. Sau đó thông qua môi giới thiên nguyên linh phong đem cỗ này lực lượng truyền tống mà đến, đây chính là hắn mượn lực. Túy ông tiếp tục nói Tiêu Phàm hơi hơi nhíu mày, khó trách hắn trước đó cảm ứng được thiên nguyên linh phong phía trên lưu chuyển lên một cỗ sức mạnh kỳ diệu. Mặc dù loại này lực lượng rất bá đạo, để Vân Linh lão nhân thực lực tăng vọt không ít. Nhưng mà, Tiêu Phàm lại không đồng ý loại này thủ đoạn, bởi vì nó quá mức bá đạo. Hắn không biết quá trình này có thể hay không cho thiên thượng linh phong tu sĩ tạo thành mặt khác tổn thương, nhưng ở Tiêu Phàm xem ra, loại này thủ đoạn còn không bằng cái kia nguyên pháp thôn thiên trận. Đúng rồi, loại này lực lượng cũng có một cái tên, gọi là vạn linh chi lực. Túy ông đột nhiên lại bổ sung một câu. Vạn linh chi lực, Tiêu Phàm trong lòng nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật sâu nhớ kỹ mấy chữ này, hắn ẩn ẩn vừa tìm được một loại cường đại tu luyện thủ đoạn. Nếu là mình có thể có được vô tận thần phủ một nửa tu sĩ kính yêu, bản thân lại có hay không có thể khống chế loại này lực lượng đây? Nếu như có thể, cái kia khống chế loại này vạn linh chi lực hắn, tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố, chí ít vọt giai chiến đấu không thành vấn đề. Túy ông cũng nhìn ra Tiêu Phàm đã ở suy nghĩ vạn linh chi lực sự tình, lại báo cho một câu, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng sử dụng vạn linh chi lực. Túy ông mặc dù không có giảng không phải dùng vạn linh chi lực nguyên nhân, nhưng Tiêu Phàm vẫn gật đầu, Túy ông là không thể nào lừa hắn. Lão sư, đến cùng cái gì gọi là thiên số? Tiêu Phàm lại hỏi, vấn đề này, trong lòng của hắn nghĩ rất nhiều, có thể không có tìm được mình muốn đáp án. Túy ông trầm ngâm chốc lát, nhìn chăm chú nơi xa hung mãnh chiến đấu nói, thiên mệnh sở quy người, liền vì thiên số, thiên địa đại thế người, liền vì thiên số, nó ở khắp mọi nơi. Ở khắp mọi nơi, Tiêu Phàm cau mày, Túy ông lời nói 10 điểm trừu tượng, nhưng Tiêu Phàm lại là ẩn ẩn cảm thấy một loại bất an, tựa như từ nơi sâu xa có cặp mắt, thời khắc theo dõi hắn. Hắn lờ mờ minh bạch, vì sao Túy ông nói thiên số không thể nói. Mấy tức về sau, Tiêu Phàm cái kia hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn lần nữa rơi vào Vân Linh lão nhân cùng khô lâu ma ảnh trên người. Vân Linh lão nhân dựa vào bản thân cưỡng ép rút ra thiên thượng linh phong vạn linh chi lực. Miễn cưỡng có thể đủ cùng năm tôn kia khô lâu ma ảnh rằng co, nhưng hắn khí thế trên người rõ ràng đang không ngừng giảm nhỏ. Vân Linh lão nhân trên mặt cũng rốt cục lộ ra ngưng trọng, vạn linh chi lực, đây đã là hắn to lớn át chủ bài một trong, có thể căn bản không làm gì được đối phương. Chủ yếu nhất là, hắn bây giờ còn căn bản không biết khô lâu ma ảnh danh giới cuối cùng. Một khi hắn thi triển ra sau cùng át chủ bài, lại không cách nào giết chết khô lâu ma ảnh. Vậy hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ vậy, Vân Linh lão nhân khí tức trên thân trở nên hết sức trương cuồng, lại không trước đó cái kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Phá cho ta, Vân Linh lão nhân gầm thét, thiên nguyên linh phong phía trên lần nữa truyền đến một cổ lực lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chớp mắt, Vân Linh lão nhân khí thế trên người tăng vọt, uy năng tựa như trong nháy mắt tăng cường rất nhiều lần. Đối diện cái kia nam đại khô lâu ma ảnh tuy mạnh, có thể hoàn toàn ngăn không được Vân Linh lão nhân một đòn, tất cả đều sụp đổ đến, hóa thành vô số ma khí gào thét tứ phương. Lại đến, Vân Linh lão nhân ngửa mặt lên trời hét giận dữ, một cỗ cực kỳ cuồng bá lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, cả người ánh mắt lộ ra một tia điên cuồng, chỗ nào còn có thể cùng trước đó cái kia phong khinh vân đạm hắn liên hệ với nhau. Rầm rầm rầm,
hư không liên tục 3 tiếng nổ vang, giống như thiên địa cảnh báo, một lần này xuất hiện cũng không phải là khô lâu ma ảnh. Sau một khắc, u tối thiên khung phía trên, đột nhiên nhanh chóng vỡ ra, hư vô liệt phùng bên trong vậy mà lộ ra một khỏa đầu lâu. Đầu lâu dường như thiêu đốt lấy ngọn lửa màu đen, vĩnh hằng bất diệt, nhất là nó cái kia trống rỗng con mắt, càng là không có bất kỳ cái gì thần thái. Hắn thập phần thần bí, vừa mới xuất hiện, phần lớn người tại chỗ đều ẩn ẩn chìm chịu không nổi, một đám bán bộ thánh tôn cảnh đều kém chút quỳ lạy xuống tới. Đây là, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy da đầu đều kém chút nổ tung, toàn thân lông tơ đứng đấy, vẻ mặt sợ hãi nhìn xem đầu lâu. Rốt cục đến một bước này, rất nhiều người nhìn thấy cái kia đầu lâu thời khắc, chẳng những không có e ngại, ngược lại lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, tựa như đang vì Vân Linh lão nhân làm đến bước này mà lớn tiếng khen hay. Tiêu Phàm bọn họ nín thở ngưng thần hướng về thương khung, sợ bỏ qua cái gì. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy cái kia đầu lâu một đôi con ngươi trống rỗng bên trong, đột nhiên phun ra hai đạo ô quang những nơi đi qua, mọi thứ đều biến ảo kiếp cho. Làm ô quang từ Vân Linh lão nhân trên người đảo qua thời khắc, hắn thân thể cùng dưới chân thiên nguyên linh phong đều một phân thành hai. Dù cho Vân Linh lão nhân giờ phút này còn trưởng quản lấy vạn linh chi lực, nhưng hắn vẫn như cũ liền thời gian một hơi thở đều không có trèo trống. Mạnh, biến thái mạnh, loại này mạnh, mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng, cùng Vân Linh lão nhân hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ. Trong chớp nhoáng này, toàn trường câm như hến. Vân Linh lão nhân mượn lực không địch lại, hắn còn có cái gì mặt khác át chủ bài sao? Linh hồn chi thể phân liệt, thiên nguyên linh phong cắt ra, Vân Linh lão nhân dường như đã đến mạt lộ. Tất cả mọi người nín thở ngưng thần hướng về nơi xa, sợ bỏ qua cái gì. Mấy tức về sau, Linh Vân lão nhân linh hồn chi thể lại khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là nhìn qua lờ mờ đi rất nhiều. Về phần ngày đó nguyên linh phong, lại là chậm rãi chìm vào phía dưới vòng xoáy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Đến liều mạng thời điểm, đúng vậy a, Vân Linh lão nhân thánh tôn pháp chỉ vừa mới cứu hắn một mạng, triệt để dùng hết rồi, hiện tại, liền nhìn hắn tự thân. Khó a, đây vẫn chỉ là một cái đầu lâu mà thôi, chưa chắc là thiên hoàn hình thể. Đám người khe khẽ bàn luận lấy hắn, nếu như Vân Linh lão nhân không có mặt khác át chủ bài, muốn giết chết cái này khô lâu đầu, cơ hồ là không thể nào. Chư vị, giúp lão hủ một chút sức lực, Vân Linh lão nhân giang hai cánh tay, tiếng truyền thiên địa. Tiêu Phàm bọn họ cách xa nhau như vậy xa xôi, đều có thể rõ ràng nghe được, chỉ một thoáng một cỗ sức mạnh huyền diệu tác dụng ở trên người hắn. Ngay sau đó, ở đây không ít tu sĩ, nhao nhao giơ lên một cánh tay, một cỗ cường hoành lực lượng từ trên người bọn họ lan tràn ra, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian, đám người dường như thoát lực một dạng. Tiêu Phàm bọn họ ở Túy Ông dưới sự nhắc nhở, cũng giơ lên một cánh tay, bất quá trong bóng tối nói cho Tiêu Phàm, muốn hắn nhất định phải giữ lại thực lực. Tiêu Phàm không biết vì sao, hắn chỉ cảm thấy bản thân lực lượng nhanh chóng xói mòn, thật giống như bị một loại lực lượng hút hết đồng dạng, càng lúc càng nhanh. Bất quá khi cỗ lực lượng kia biến mất sau, Tiêu Phàm kiệt lực vận chuyển thể nội hai cái vòng xoáy, bốn phía một loại sức mạnh huyền diệu mãnh liệt mà vào, Tiêu Phàm linh hồn chi lực lập tức bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Này ma khí có thể luyện hóa vào thể, bù đắp lực lượng linh hồn. Tiêu Phàm hơi hơi kinh ngạc, ngay sau đó ở không kinh động người khác điều kiện tiên quyết, bắt đầu len lén khôi phục lực lượng linh hồn. Về phần bên cạnh Túy Ông bọn họ, sắc mặt tái nhợt, tựa như đứng đều đứng không vững, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Nơi xa, Minh Tuyệt Cốc chủ, Thần chủ Đế Phi, Thiên Uyên Quỷ chủ cùng Thiên Diện Nhân Vương, cùng thuộc hạ của bọn hắn, cũng tất cả đều tựa như thoát lực một dạng. Chỉ có những tán tu kia, trong bóng tối ẩn núp cường giả, không có thụ ảnh hưởng quá lớn. Bất quá bọn hắn lại bị một cỗ cường đại niễn áp chi lực, vì đối kháng loại này lực lượng, bọn họ đều không được không dốc hết toàn lực chống đối. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thời khắc, lại là nhìn thấy, xa xa Vân Linh lão nhân, khí thế trên người lại nhảy lên tới một cái cực hạn, thậm chí bước vào một cái cấp độ mới tinh. Bọn họ nơi này nhiều như vậy thánh tôn cảnh, cùng bán bộ thánh tôn cảnh cường giả mượn lực, cỗ này lực lượng tự nhiên không thể khinh thường. Vân Linh hắn không phải còn có một cái nguyên pháp thôn thiên trận sao?
Tiêu Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Hắn thế mới biết, Túy Ông bọn họ sở dĩ sẽ mượn lực cho Vân Linh lão nhân, trừ bỏ trước đó cộng đồng đạt thành hiệp nghị bên ngoài, hẳn còn có uy hiếp ý tứ. Lấy Vân Linh lão nhân thực lực, nếu như thôi động nguyên pháp thôn thiên trận, rút ra cái kia trăm vạn thánh đế cảnh hậu kỳ trở lên tu sĩ lực lượng linh hồn, tuyệt đối có thể làm cho hắn tu vi bước vào một cái cấp độ mới tinh. Cỗ này lực lượng, đủ để cho hắn quét ngang tất cả những thứ này. Có thể nói, nguyên pháp thôn thiên trận bên trong lực lượng, chính là Vân Linh ngạo nhân lớn nhất át chủ bài. Những cái kia năm đại thế lực bên ngoài thánh tôn cảnh cường giả cũng ẩn ẩn minh bạch cái gì, trong lòng có chút hối hận, sớm biết mình liền không nên dễ dàng như vậy tiến vào. Nhưng bọn họ lại không có cách nào, cỗ kia nghiền áp chi lực, đủ để nghiền nát bọn họ. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn cũng đều cực kỳ không cam lòng giơ lên một cánh tay, tùy ý Vân Linh lão nhân dành thời gian bọn họ lực lượng. Vân Linh lão nhân lực lượng còn đang kéo lên, tựa như không có cực hạn một dạng. Ầm ầm, hai tiếng nổ vang từ Vân Linh lão nhân thể nội truyền ra, hắn linh hồn chi thể tăng vọt một mảng lớn, cỗ khí tức mạnh mẽ kia, càng là để tất cả mọi người ở đây đều kinh hồn táng đảm. Trung phẩm nguyên tôn, Túy Ông híp hai mắt, trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Thánh tôn cảnh, chia làm phổ thông thánh tôn, nguyên tôn, pháp tôn cùng thiên tôn. Cảm ngộ bốn thành bản nguyên chi lực trở thành nguyên tôn, cũng là hạ phẩm nguyên tôn, mà cảm ngộ năm thành bản nguyên chi lực, thì là trung phẩm nguyên tôn, đồng dạng, nếu như cảm ngộ sáu thành bản nguyên chi lực, thì là thượng phẩm nguyên tôn. Đồng dạng, phổ thông thánh tôn cảnh cùng pháp tôn cũng là như thế phân chia. Vân Linh lão nhân có hay không cảm ngộ bản nguyên chi lực Tiêu Phàm không biết, nhưng hắn thời khắc này linh hồn chi lực, hẳn là đã đạt đến trung phẩm nguyên tôn cấp độ. Hơn nữa, cái này vẫn là không có thôi động nguyên pháp thôn thiên trận điều kiện tiên quyết, nếu như thôi động nguyên pháp thôn thiên trận lực lượng, dù cho bước vào pháp tôn cấp độ, Tiêu Phàm cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên ta không biết rõ thiên là có tồn tại hay không, cũng không biết cái kia đầu lâu chính là thiên, có thể dạng này từng bước một thăm dò thiên danh giới cuối cùng, còn không bằng một kích toàn lực giết chết. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Ở Tiêu Phàm xem ra, giống Vân Linh lão nhân loại này sách lược, tỷ lệ thành công quá xa vời. Thậm chí có thể nói, nhìn hắn kỳ quá nhiều thứ, dạng này thăm dò đối phương, cũng là ở tiêu hao bản thân. Sinh tử luân hồi trận đồ, xem như có đại khái hình dáng. Tiêu Phàm một nửa khác tâm thần một mực lĩnh hội sinh tử luân hồi đồ, lấy làm khung xương, bố trí thuộc về mình trận đồ. Đây cũng là Tiêu Phàm tới nơi này xem cuộc chiến duy nhất thu hoạch, đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Oanh, Tiêu Phàm trầm ngâm thời khắc, đầu lâu cùng Vân Linh lão nhân lần nữa đụng vào nhau. Cái kia đầu lâu con ngươi trống rỗng thỉnh thoảng bắn rơi từng đạo ô quang. Dù cho Vân Linh lão nhân đã bước vào trung phẩm nguyên tôn cảnh, cũng chỉ có thể nhìn một chút chống đối. Kéo dài nữa, thua không nghi ngờ. Tiêu Phàm lắc đầu. Mặc dù hắn không đạt tới Vân Linh lão nhân tầng thứ này, nhưng hắn thân kinh bách chiến đấu tình thế tự nhiên nhìn minh bạch, từ vừa mới bắt đầu, Vân Linh lão nhân liền ở vào hạ phong. Lời còn chưa dứt. Vân Linh lão nhân tựa như cũng ý thức được điểm này, hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay lập tức xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ quang đoàn. Vân Linh lão nhân không nói hai lời, một ngụm liền đem cái này quang đoàn nuốt xuống. Ngay sau đó, hắn khí thế trên người lần thứ hai kéo lên. Trung phẩm nguyên tôn, thượng phẩm nguyên tôn, oanh một tiếng nổ vang, Vân Linh lão nhân khí thế lần thứ hai tăng vọt, vậy mà bước vào hạ phẩm pháp tôn cấp độ. Thân hình của hắn cũng biến thành vô cùng thánh khiết, nhất cử nhất động không phảng phất có thể câu thông thiên địa. Hừ, cũng ngay lúc này, cửu tiêu phía trên đầu lâu đột nhiên phát ra hừ lạnh một tiếng, tựa như cái nào đó tồn tại tức giận đồng dạng, lấy làm trung tâm, hư không bắt đầu đại băng diệt. Những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Vân Linh lão nhân chiến ý dâng cao, hắn đạp không mà lên, nghịch thiên mà lên, lao thẳng tới đầu lâu đi. Đầu lâu cũng đáp xuống, hạ xuống quá trình bên trong, nó không ngừng biến lớn, mở ra miệng to như chậu máu, dường như muốn nuốt hết tất cả. Theo hai người khoảng cách càng ngày càng gần, phiến thiên địa này đều nhìn là rung động. Cách xa nhau vô số khoảng cách đám người, cũng cảm nhận được một cỗ hủy thiên diệt địa, để cho người ta tuyệt vọng khí tức. Một kích cuối cùng, không thành công, tiện thành nhân. Bốn phía đám người nhìn thấy một màn này.
tất cả đều mắt không chấp hướng về không trung. Đây là Vân Linh lão nhân đỉnh phong một đòn, bọn họ muốn biết một trận chiến này kết quả cuối cùng. Oanh, theo một tiếng tinh vũ nổ tung thanh âm vang lên, năng lượng kinh khủng phong bạo quét sạch mà ra sao? Thiên địa đang hủy diệt, hư không ở phá toái. Một cái mênh mông lỗ đen, điên cuồng cắn nuốt hết thảy chung quanh, đám người lại cũng không nhìn thấy mảy may. Mặt của mọi người bộ, bị cái kia năng lượng cuồng bạo phong bạo áp có chút vặn vẹo, liền hai mắt đều nhanh không mở ra được. Một chút bán bộ thánh tôn cảnh tu sĩ càng là không chịu nổi dư âm cọ rửa, linh hồn chi thể rung động không thôi, thiếu chút nữa thì muốn bạo tán ra. Khủng bố, tuyệt vọng, đám này đều không đủ dùng để hình dung trong bọn họ tâm rung động. Pháp tôn cảnh một đòn, uy lực tuyệt luân, cắt đứt càn khôn, vỡ nát thiên vũ không nói chơi, hoàn toàn vượt quá bọn họ nhận thức. Giờ khắc này, dường như thời không dừng lại đồng dạng, chỉ có cái kia năng lượng khí lãng tại hư không quay cuồng, cuối cùng tùy ý mình bị hắc động kia thôn phệ. Bọn họ muốn chạy trốn, nhưng căn bản không chỗ có thể trốn. Tất cả mọi người đắm chìm trong vô ngần bóng tối, đưa tay nhìn không thấy năm ngón. Có người ngăn cản không nổi cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt, linh hồn chi thể nổ tung, cái gì đều không lưu lại. Đến cùng người nào thắng? Trong lòng tất cả mọi người hiện ra đồng dạng nghi hoặc, nhìn chằm chằm phía trước. Sau một hồi lâu, bốn phía bình tĩnh lại, lỗ đen chậm rãi thu liếm, hư không cũng khôi phục bình thường. Đám người mở to mắt nhìn chân trời, nơi đó lờ mờ có một khỏa đầu lâu, chậm rãi tiềm nhập vô ngần hư không liệt phùng bên trong. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thất bại, đám người trong lòng kinh hãi, muốn tìm kiếm Vân Linh lão nhân thân ảnh. Nhưng tìm chỉ chốc lát, thẳng đến lỗ đen cùng khe hở hoàn toàn biến mất, đám người vẫn không có nhìn thấy Vân Linh lão nhân bất kỳ tung tích nào. Mặc dù bọn họ ở nhìn thấy cái kia đầu lâu thân ảnh mơ hồ bản thân, trong lòng liền đã có đáp án, nhưng chân chính nhận định kết quả này, bọn họ vẫn còn có chút không thể tin được. Vân Linh lão nhân chuẩn bị nhiều như vậy, vì giết thiên, cuối cùng vẫn bị thất bại. Hô hô, không đợi đám người lấy lại tinh thần, đột nhiên có tốt mấy bóng người, dẫn một đám người hướng về phía dưới một đầu cắm xuống. Vân Linh lão nhân sinh tử, cũng không có quá nhiều người quan tâm, bọn họ quan tâm là bên trong cửu U Ma Cốc cơ duyên. Nơi này, là duy nhất có cơ hội rời đi cửu U địa ngục địa phương, đám người lại làm sao có thể bỏ lỡ đây. Giờ phút này, vừa mới còn mượn lực cho Vân Linh lão nhân đám người, nơi nào còn có nửa điểm hư nhược trạng thái. Những người này, đều giấu rất sâu a. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, những người này mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ, khó trách Vân Linh lão nhân sẽ chết. Hắn thật không biết, Vân Linh lão nhân dựa vào cái gì sẽ tin tưởng những người này, cùng bọn hắn mượn lực giết thiên, đây không phải tự chịu diệt vong sao. Vân Linh lão nhân nhưng là một cái người rất sáng suốt a. Tiêu Phàm trong nháy mắt nhớ ra cái gì đó, bỗng trợn to hai mắt, âm thầm nói thầm. Lấy Vân Linh lão nhân tâm tính cùng trí tuệ, hắn khẳng định sớm liền nghĩ đến điểm này mới đúng a, nhưng hắn vẫn như cũ tin tưởng đám người, điều này nói rõ cái gì? Giải thích cho dù những người này cố ý qua loa tắc trách hắn, Vân Linh lão nhân cũng có nắm chắc toàn thân mà lui. Tiêu Phàm linh quang lóe lên, trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng, thiếu chút nữa thì kinh hô mà ra, Vân Linh lão nhân không chết. Vân Linh lão nhân không chết, lấy được tin tức này, Tiêu Phàm trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Nhưng tất nhiên hắn không chết, vì sao lại muốn giả chết đây? Hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy giết thiên, chẳng lẽ chính là vì giấu giếm cái chết của mình? Hẳn không phải là, Vân Linh lão nhân giết thiên là thật, nhưng cũng không đại biểu hắn sẽ không chết không thôi. Có lẽ hắn bị thương, nhưng tuyệt đối không có chết. Tiêu Phàm trong lòng càng khẳng định. Khó trách liền địa ngục chi chủ đều bị bản thân cẩn thận Vân Linh lão nhân. Tiêu Phàm cho tới bây giờ mới ý thức tới Vân Linh lão nhân quỷ dị. Đây đúng là một nhân vật nguy hiểm. Nghĩ vậy, hắn đưa cho chính mình cảnh tỉnh. Chuyện kế tiếp, vẫn là muốn cẩn thận là hơn. Hắn không biết Vân Linh lão nhân là ở mưu tính cái gì, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Nguyên bản phía dưới là một cái mênh mông vòng xoáy, mà giờ khắc này, vòng xoáy kia đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám mây sương mù, mây mù phía dưới, mơ hồ có thể nhìn thấy liên tiếp dãy núi. Đó là một cái thế giới. Chân chính cửu U Ma Cốc mở ra, chúng ta cũng đi.
Túy ông thở sâu, lấy tay vung lên, mang theo Tiêu Phàm bọn họ liền một đầu hướng về phía dưới bay đi. Nơi xa, thần chủ đế phi nhìn qua Tiêu Phàm bọn họ một chuyến rời đi, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm, đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, trong lòng trầm ngâm nói, là hắn sao? Nói ra lời này thời khắc, thân thể mềm mại của nàng đều đang khẽ run, không biết là kích động, hay là cái gì. Mấy tức về sau, đế phi mang theo vô cực ma vương băng thải vân cũng hướng về Tiêu Phàm bọn họ vị trí bay đi. Tiêu Phàm tự nhiên không biết đế phi một mực đều ở nhìn xem hắn, ở túy ông hướng dẫn dưới, đám người rất mau ra hiện tại đỉnh một ngọn núi. Phóng tầm mắt nhìn tới, hư không lờ mờ tối tăm, một cái trông không đến cuối cùng. Mang cho người ta một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Ở trước người bọn họ, chính là một tòa phạm vi mấy chục dặm sơn cốc, trong sơn cốc sương mù bốc hơi, nhìn không phải 10 điểm rõ ràng. Đây chính là cửu U Ma Cốc, cũng quá nhỏ a. Hắc Hổ trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, hắn không chỉ một lần nghe nói qua cửu U Ma Cốc. Thật là khi thấy, cái này cửu U Ma Cốc cùng hắn tưởng tượng xuất nhập quá lớn. Đây không phải là cửu U Ma Cốc. Túy ông đột nhiên cắt ngang hắn, nói thế giới này, mới là cửu U Ma Cốc. Thế giới này, Như Hy kinh ngạc hết sức, kêu lên, đây là tồn tại ở cửu U địa ngục bên ngoài thế giới. Chúng ta chẳng phải là rời đi cửu U địa ngục, nơi này vẫn là cửu U địa ngục, chẳng qua là một chỗ phủ bụi nhiều năm khu vực mà thôi, đương nhiên, cũng có thể nói là cửu U địa ngục một cái nội thế giới. Túy ông giải thích nói, trên mặt mang vẻ ngưng trọng. Đây là hắn hiểu rõ tin tức, nhưng hắn cũng không có chân chính tới qua cửu U Ma Cốc, cái này còn là lần đầu tiên. Lão sư, ngưng tụ thân thể tư cách, như thế nào mới được? Tiêu Phàm trầm giọng hỏi, hắn đã không kịp chờ đợi muốn trợ giúp Túy ông lấy được một cái tư cách. Ta cũng không biết, Túy ông lắc đầu. Lời còn chưa dứt, một đạo quang mang chói mắt bỗng từ phía chân trời xông lên trời, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tiêu Phàm ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt bị quang mang kia hấp dẫn, trên mặt nhao nhao lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, bốn phương tám hướng vọt lên từng đạo màu sắc rực rỡ quang mang, trải rộng mỗi một cái góc, cái này khiến Tiêu Phàm bọn họ vẻ mặt hoang mang. Chỉ chốc lát sau, cái kia màu sắc rực rỡ quang mang biến mất không thấy gì nữa, nếu như không phải đám người đều thấy được, bọn họ đoán chừng còn cho rằng mắt mình hoa. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Phàm một chuyến hướng về cách bọn họ gần nhất một đạo màu sắc rực rỡ quang mang phóng đi, lại là nhìn thấy một khối chiếu lấp lánh tinh thể. Đây là cực phẩm nguyên tinh. Tiêu Phàm cầm tảng đá kia quan sát một hồi, ngay sau đó lại bỗng nhiên lắc đầu, không đúng, cái này bên trên có đặc thù đường vân, cái gì đường vân? Túy ông không hiểu. Ta tạm thời cũng không biết, muốn thu thập nhiều mấy cái mới có thể thấy rõ ràng. Tiêu Phàm thở sâu. Cực kỳ trịnh trọng nói, bất quá, nó có thể là lấy được ngưng tụ nhục thân tư cách mấu chốt đồ vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 176.